Gợi ý các hoạt động tổ chức như thế nào trong lớp học offline và trong lớp học online. Trong trường hợp mình phải dạy online thì mình sẽ khai thác những tài nguyên đó như thế nào, cũng như là những tài nguyên bổ trợ khác bên ngoài phục vụ cho việc dạy học online hoặc offline mình vẫn có thể dùng được. Và phần đầu tiên giới thiệu tài nguyên và bổ trợ giảng dạy là phần đầu tiên. Overview of English Discovery 6. Em Khánh chắc chắn rằng là mình đã nghe nhiều lần thì chắc hẳn là quý thầy cô cũng nhớ được ít nhiều những nội dung của bộ sách English Discovery tổng quan. Và câu hỏi đầu tiên, What do you know about English Discovery 6? Cho em hỏi quý thầy cô là hiện tại quý thầy cô nào đang cầm trên tay bộ sách English Discovery? Có thể giơ cho em Khánh xem nữa mà. Có quý thầy cô nào đang có sách English Discovery ở bên trên bên mình đó mà? Cô Liên có, chắc chắn là cô Liên phải có rồi. Rồi, cho em xem nha. Rồi, vâng, thầy hiệp sĩ thầm lặng. Cô Vũ Thị Hằng. Vâng, em cảm ơn. Vâng, thầy. Vâng, cô Đoàn Hương cũng có rồi ạ. Vâng. Nếu mà có sách trong tay thì nó được gọi là tài liệu trong buổi sáng ngày hôm nay, rất dễ để thao tác và xem. Những quý thầy cô khác mình chưa có thì mình không sao, mình có những cái tài nguyên và em Khánh sẽ giới thiệu. Và quý thầy cô có sách trong tay. Vâng, rồi. Bây giờ em Khánh sẽ đi qua một số câu hỏi để check lại thử là quý thầy cô có nhớ được những nội dung gì của bộ sách không, vì mình sắp phải dạy đến nơi rồi. Và lưu ý một lần nữa là trong sáng ngày hôm nay mình sẽ có những hoạt động, câu hỏi và những trò chơi và sẽ tính điểm theo đơn vị là trường. Chính vì vậy mà đầu giờ cô Liên cũng như trong một chat box thì mình có hướng dẫn là quý thầy cô sẽ đổi tên, rename theo tên của mình và trường trung học cơ sở ở phía sau để mình có thể group lại. Như nếu như trong một lớp học thật thì mình sẽ có các dãy ngồi là tổ 1, tổ 2, tổ 3 để mình chia nhóm học sinh. Còn trong cái buổi học online như thế này thì em Khánh rất khó để mà chia nhóm quý thầy cô thành những nhóm khác nhau. Nên mình sẽ có hoạt động là mình sẽ ghi tên của mình và bên cạnh là trung học cơ sở, và Miss Liên sẽ giúp em Khánh là ghi chú lại. Nếu quý thầy cô có câu trả lời đúng thì sẽ ghi điểm cho trường của mình. Và cuối buổi hôm nay nếu đội nào, trường nào có được nhiều điểm nhất, có nhiều tương tác nhất và câu trả lời nhất thì sẽ nhận được một phần quà gửi trực tiếp. Em Khánh sẽ gửi qua chị Loan để mà gửi đến trường của quý thầy cô để có thể sử dụng được trong năm học sắp tới. Vâng. Okay, are you ready? Yes. Now let's get started. Well, that's cool. Now mình sẽ bắt đầu một phần câu hỏi dựa trên nền tảng Kahoot. Quý thầy cô có đã sử dụng Kahoot bao giờ chưa? Kahoot trong giảng dạy. Vâng, mình sẽ có một phần mềm Kahoot. Em Khánh sẽ có một số câu hỏi và quý thầy cô vui lòng giúp em. Mình có điện thoại bên cạnh hoặc mình đang sử dụng Zoom và mình có thể truy cập vào website www.khut.it và mình gõ cái mã pin này vào với bên Khánh vậy. Mình sẽ bắt đầu một vài câu hỏi rất đơn giản về bộ sách English Discovery. Waiting for players. Vâng, quý thầy cô giúp em Khánh truy cập vào website và mã pin em Khánh đã gửi vào trong group Zalo của mình. Quý thầy cô, tất cả quý thầy cô đây đã có trong group Zalo chưa ạ? Website của mình là kahoot.it và mã pin của mình đang hiện ra trên màn hình đấy ạ. 576952. 9502 ạ. Quý thầy cô đã vào được kahoot chưa ạ? Vâng, đã có cô Hương và cô Trang. Hai cô đầu tiên rất nhanh tay đã vào được Kahoot rồi ạ. Quý thầy cô giúp em dùng điện thoại cá nhân và vào. Vâng, cô Thanh Hoa cũng đã vào được rồi. Cô Linh Nguyễn Văn mình, trường trung học cơ sở Bạch Đằng. Vâng, cô Tuyên cũng đã vào được rồi. Cô Hằng, tổng cộng mình đã có 8 quý thầy cô đã vào được trong phần Kahoot này rồi. Mình sẽ có một vài câu hỏi rất đơn giản về bộ sách English Discovery 6. Mình sẽ chờ thêm. Vâng, 10 rồi ạ. Đây là một trong những hoạt động tương tác
Của lớp học online. Và nếu là học offline, thực sự nếu học sinh có điện thoại, nếu mình có thể làm theo group, theo nhóm, thì học sinh lớp 6 thì em không biết là ở tại trung mình các bạn con đã có điện thoại chưa. Nếu mà không thì mình tổ chức cho lớp học online. Còn nếu mà trực tiếp các bạn có điện thoại, mình có thể làm group, một nhóm, thì có một thiết bị vẫn có thể dùng được, mình có thể chơi theo team. Vâng, đã 20 quý thầy cô rồi. Em không biết là mình đã từng sử dụng Kahoot trong lớp học thực tế của mình chưa ạ? Giao diện rất là đơn giản. Vâng, 20 quý thầy cô đã tham gia vào được Kahoot rồi ạ. Mình sẽ thử phần này với vai trò là một học sinh. 23, 24. Vâng. Rất nhiều quý thầy cô, 27 rồi ạ, à. Rất nhanh, 28. Mình chờ tới số 40 và 1/3 là mình sẽ bắt đầu. 35 đi ạ. 29 30. Vâng. Những câu hỏi này cực kỳ đơn giản. Và nếu quý thầy cô đang có sách trong tay thì đó là một lợi thế. 30 rồi ạ. Miss, cô Hậu, thầy Sĩ. Vâng. 31. Ok. 32, 33. Rồi còn 2 attendance nữa thôi là mình sẽ bắt đầu vào trò chơi. Trò chơi này thì quý thầy cô sẽ đọc câu hỏi trên màn hình chính và trả lời trên thiết bị của mình. Đọc câu hỏi trên màn hình chính và trả lời trên thiết bị của mình. Mình sẽ có this is wizards, câu trả lời ấy giống như là A B C D vậy, mình sẽ có bốn cái symbols. Vâng, đủ 35 quý thầy cô để em Khánh xin phép được bắt đầu trò chơi đầu tiên nha. Start. Vâng, 36 start. Rồi, khi em Khánh bấm bắt đầu. English is carry 6 overview. Let's start. Yeah, wait, quý thầy cô, mình sẽ có 8 quả, có bao nhiêu unit chủ đề chính trong sách English Discovery 6. Rồi, quý thầy cô chọn câu hỏi với mình. Mình chỉ có 20 giây để chọn câu trả lời. 20 giây để chọn câu trả lời. Có bao nhiêu unit chính trong sách English Discovery 6? Vâng, câu trả lời đúng là chúng ta có 10 unit. Vâng, có 12 quý thầy cô đã trả lời đúng. 5 quý thầy cô trả lời đáp án 1 là chưa đúng. Và đáp án số 4, the green one is incorrect too. 12 quý thầy cô trả lời đúng. Xin chúc mừng. Chúng ta có 10 unit. Mỗi unit sẽ là một topic, mỗi chủ đề chính. Ngoài ra chúng ta có unit 0 là welcome. Chúng ta không tính là nó có ít tiết hơn. Và có tổng cộng là 10 unit trong suốt một năm học, cả học kỳ 1 và học kỳ 2. Vâng, rất cảm ơn quý thầy cô. Vâng, đến câu hỏi số 2 ạ. Mình chỉ có 20 giây thôi, mình bấm thật nhanh, mình trả lời thật nhanh ạ. Rồi. Vâng, chúng ta có đầu tiên cô Thanh Hoa là cô trả lời nhanh nhất. Tiếp theo ạ. Câu hỏi số 2, có bao nhiêu tiết học cho mỗi unit? Bắt đầu 20 giây. Có bao nhiêu tiết học ạ? Vâng. Còn 10 giây. Vâng, lần này thì quý thầy cô trả lời có vẻ nhanh hơn rồi, mình có kinh nghiệm hơn, mình quen với lại khi hút hơn rồi ạ. Vâng, 11 quý thầy cô trả lời đúng, chúng ta có 9 tiết học. 9 tiết học, vâng, cảm ơn quý thầy cô, chúng ta có một và không phải 8 rồi, chúng ta có 9 tiết học. À, có những unit là chúng ta sẽ có 2 tiết ôn tập, đó là tiết 8 và tiết 9. Có những unit chúng ta sẽ có một tiết 8 là tiết ôn tập và một tiết 9 là một tiết học về clues. Rồi, tiếp theo ạ. Rồi, vẫn là cô Thanh Hoa là đang dẫn đầu. Tiếp theo ạ. Rồi, câu hỏi số 3. Có bao nhiêu loại bài kiểm tra? Hệ thống bài kiểm tra được nhà xuất bản công bố có sẵn, nguồn tài nguyên có sẵn cho quý thầy cô, chúng ta có bao nhiêu loại bài kiểm tra? Gần hết giờ rồi ạ, mình chọn một đáp án đi ạ. Để của mình Vâng,
Câu trả lời đúng, chúng ta có 6 loại bài kiểm tra, chỉ có 4 quý thầy cô trả lời đúng câu này thôi. Chúng ta có tổng cộng là hệ thống được thiết kế sẵn, chúng ta có 6 loại bài kiểm tra. Quý thầy cô có thể sử dụng nó trực tiếp làm bài kiểm tra lấy điểm hoặc một bài kiểm tra như một bài tập hỗ trợ trong năm học. Vâng, có 6 loại bài kiểm tra tổng cộng lần ạ. Vâng, tiếp theo câu hỏi. Vâng, hiện wow, đã có sự thay đổi rất nhiều trong scoreboard. Cô Lê Duyên hiện tại đang là người dẫn đầu và sau đó là cô Mai Anh. À, quý thầy cô lưu ý mình trả lời nhanh hơn thì mình cũng sẽ được nhiều điểm hơn đấy. Vâng, tiếp theo ạ. Tiết học số mấy có nội dung học là phần ngữ pháp? Vâng. Chúng ta có 2 tiết học ngữ pháp. Chúng ta có 2 tiết học ngữ pháp. Vậy thì tiết học số mấy có nội dung là ngữ pháp? Vâng, hết giờ. Có 7 quý thầy cô trả lời đúng. Vâng, đó là tiết học số 2 và tiết học số 4. Và chúng ta sẽ có 2 tiết học ngữ pháp. Ngoài ra, ở tại một số unit chúng ta có phần English in Use có một nội dung ngữ pháp nhỏ nữa. Nhưng tiết học ngữ pháp chính là tiết số 2 và tiết số 4. Vâng, chúng ta xem leaderboard của chúng ta lúc này. Vâng, cô Mai Anh hiện tại đang dẫn đầu. Có rất là nhiều sự thay đổi trong phần scoreboard. Mình tiếp theo ạ. Wits. Nội dung nào không nằm trong tiết học tập liên môn? Chúng ta có 5 tiết clues là nội dung học tập liên môn, dùng tiếng Anh là ngôn ngữ để khám phá những môn học khác. Vậy thì tiết nào, 5 tiết, nhưng mà ở đây chỉ có 3 trên 5 tiết xuất hiện trên này, có một tiết là không nằm trong nội dung học tập liên môn. Vâng, hết giờ. Wow, 16 quý thầy cô trả lời đúng. 16 trên 18, rất là hay. Vâng, tiết thể dục chúng ta không có ạ. Chúng ta có địa lý, lịch sử, văn học. Và hai tiết khác chúng ta không có tiết thể dục ạ. Vâng, tiếp theo. Vâng, chúng ta check lại về scoreboard. Vẫn là cô Mai Anh hiện tại đang dẫn đầu. Tiếp theo ạ, câu hỏi số 6. Phần mềm dạy học có tên là gì? Phần mềm dạy học có tên là gì ạ? Có vẻ như câu này dễ quá nha, quý thầy cô trả lời rất nhanh luôn. Phần mềm dạy học, lưới là phần mềm dạy học chứ không phải là sách đâu ạ. Phần mềm dạy học có tên là gì? Vâng, có 8 câu trả lời đúng. Phần mềm dạy học, tức là ebook, là app, là có tên là Active Teach. Còn bộ sách có tên là English Discovery. English Discovery là tên của bộ sách. Và Active Teach là phần mềm dạy học. Chút nữa em Khánh sẽ present phần này. Tiếp theo ạ. Vâng, cô Lê Duyên hiện tại đang ngay sau cô Mai Anh. Câu tiếp theo. Số 7. Tài nguyên nào sau đây được cung cấp cho giáo viên? Tài nguyên được cung cấp cho giáo viên, tức là tài nguyên đã được soạn thảo sẵn toàn bộ lộ trình cho cả một năm học. Câu này có vẻ dễ nhỉ, quý thầy cô trả lời rất nhanh. Tài liệu nào được cung cấp cho giáo viên? Wow, 25, quý thầy cô chính xác quá, mình nắm được thông tin rất kỹ. Vâng, chính xác. Bộ tài nguyên bao gồm sách giáo viên, giáo án mẫu theo thông tư 5512 và bộ slide PowerPoint cho mỗi tiết học. Ba phần này cũng như những phần tài nguyên khác, quý thầy cô sẽ được nhận full combo. Tức là trọn bộ luôn. Và ngày hôm nay em Khánh sẽ gửi link cho quý thầy cô. Mình truy cập vào luôn. Mình xem thử là mình dùng như thế nào luôn. Nó đã hoàn toàn là được hoàn tất 100%. Vâng, câu hỏi. Đây, scoreboard. Vâng, cô Lê Duyên hiện tại đang bứt phá rất nhanh, đang dẫn đầu. Tiếp theo ạ. True or false? Câu này rất dễ. Tất cả những nguồn tài nguyên đều có trên website canhboom.edu.vn. Đúng hay sai? Tất cả những nguồn tài nguyên đều có trên website canhboom.edu.vn. Đúng hay sai? True or false? True or false? Yeah, true or false? Yeah, câu này thì em Khánh đánh đố một chút, chỉ có 2 thầy cô là trả lời đúng thôi. Ở đây cái câu này, tài nguyên thì có trên website canhboom.edu.vn nhưng không phải là tất cả. Mình sẽ có 2 nguồn nhận tài nguyên. Quý thầy cô lưu ý giúp em Khánh nha. Có 2 nguồn nhận tài nguyên. Thứ nhất, trên website canhboom.edu.vn là tài nguyên public,
tức là tài nguyên mà không cần đăng ký, không cần đăng nhập, và cả phụ huynh và cả học sinh đều có thể access vào để mà nhận tài nguyên. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên số 2 là nguồn tài nguyên được gửi qua file Google Drive chỉ dành cho giáo viên hoặc trường hoặc cơ sở giáo dục sử dụng bộ sách English Discovery, tức là chỉ có giáo viên mới có thôi. Nên là có tài nguyên trên website đó nhưng không phải là tất cả. Vâng, 26 quý thầy cô, chỉ có 2 thầy cô là trả lời đúng. False. Vâng, đó là tất cả phần games của English Discovery 6. Vâng, hiện tại cô Linh Nguyễn đang đứng ở vị trí số 3, cô Mai Anh ở vị trí số 2, và top 1 is Miss Lê Duyên. Xin chúc mừng cô Lê Duyên. Cảm ơn cô Lê Duyên rất nhiều. Nó có 3 cái wifi và okay, so this is introduce of English Discovery 6. What do you think about the game? Please type in the chat box. What do you think about the game? This is Kahoot. This is a free version. Em Khánh đang sử dụng phiên bản miễn phí của website Kahoot. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy rằng là những cái phần mà nó hiển thị nó rất là dễ thương, nó rất là phù hợp với học sinh. Và mình, nếu học sinh có điều kiện, what do you think about the game? Quý thầy cô có thích trò chơi này không? Yeah, interesting and challenging. Em Khánh thấy trong group Zalo có những quý thầy cô là vào được rồi nhưng không có âm thanh, lót không kịp. Vâng. À, vâng, hiện tại interesting, yeah. And my student extremely loves this game. It's very good for reviewing. Chúng ta có thể điều chỉnh phần giây bởi vì em Khánh muốn mọi người là phải rush, không có dở tài liệu, nên là muốn mọi người nhớ thật nhanh. Em Khánh để 20 giây nhưng mình có thể để 30 giây cho một câu trả lời, 1 phút cho một câu trả lời. Mình có thể làm interaction thay vì mình thiết kế PowerPoint. Quý thầy cô thấy không ạ? Mình thiết kế PowerPoint thì mình phải chèn hiệu ứng này kia. Cái này nó có sẵn. Em Khánh chỉ cần nhập câu hỏi và nhập câu trả lời vào thì hệ thống sẽ tự động submit ra một cái hệ thống như vậy. Và yeah, my students are really interested in Kahoot. Yeah, this is really nice if you applied it. And today, this morning, we have a lot of like technology things like that because we are now in a rush of exploring the technology and applied it into our class, especially our students. They really love playing and interacting with those. So this is the end of the Q&A. And now I will just overview, introduce a little bit again about English Discovery 6, the table of content. Đây là mục lục. Chúng ta có 10 chủ đề, quý thầy cô sẽ thấy. Chúng ta sẽ có một quyển sách duy nhất sử dụng cho cả một năm học. Chúng ta không có tập 1 và tập 2. Unit 0 là My Word, là nó là introduction. Sau đó chúng ta sẽ có 10 unit tương ứng với 10 chủ đề, 10 topic được đóng gói tất cả các kỹ năng phục vụ cho phần output của học sinh. Tức là sau mỗi unit, học sinh sẽ có thể nói được hoặc viết được giới thiệu nội dung của chủ đề đó. Ví dụ như giới thiệu người, giới thiệu về thức ăn yêu thích, giới thiệu về những hoạt động thường ngày của mình, giới thiệu về một môn học mà mình yêu thích ở trên trường. Đó, mỗi chủ đề nó là một topic. Và mỗi unit chúng ta sẽ có 9 bài học, tức là 9 lessons. Chúng ta có 5 nội dung học tập liên môn, là 5 phần phụ lục phía dưới, thì cô sẽ nhìn thấy số trang ở đây. Chúng ta có geography, literature, biology, history and science. Chúng ta sẽ có 5 môn học này, không có tí thể dục ạ. Và chúng ta có 2 phần phụ lục, đó là irregular verb list và student activities, handout. Ok, và đi sâu hơn một chút nữa, 9 bài học cho mỗi unit. Trong mỗi chủ đề chúng ta sẽ có 9 tiết. Tiết thứ nhất các con sẽ học về vocabulary, từ vựng. Tiết số 2 về grammar. Tiết số 3 reading and vocabulary. Ở đây chúng ta được cung cấp, các con được cung cấp thêm một vài từ vựng, một phần topic nhỏ cũng dựa trên cái unit lớn này. Tiết số 4 sẽ là học về grammar. Tiết số 5 listening and vocabulary. Tiết số 6 speaking. Tiết số 7 sẽ là writing or English in use. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta, tiết số 8 là revision and pronunciation. And the ninth one, this is clue or revision. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có những cái chúng ta có và, tức là vừa reading và vocabulary. Tiết số 5 vừa listening và vocabulary. Reading và listening lúc này sẽ đóng vai trò làm input material. Chúng ta chính của tiết học số 3 vẫn là luyện tập kỹ năng đọc. Tuy nhiên, thông qua bài đọc, các con sẽ được học thêm phần từ vựng. Listening, các con vẫn luyện tập kỹ năng nghe thông qua các bài nghe, thông qua các bài luyện tập về listening dictation, nghe chép chính tả. Và qua đó, các con sẽ học thêm về phần từ vựng.
Revision cũng như vậy. Trong tiết học số 8, revision, chúng ta sẽ có thêm một phần đó là pronunciation, luyện tập về phát âm, phân biệt hai âm cũng như là identify the sounds correctly in the IPA. Và tiết số 7 và tiết số 9, quý thầy cô sẽ nhìn thấy chúng ta có một gạch chéo, tức là hoặc. Tiết số 7, ở những tiết học lẻ 1, 3, 5, 7, 9, chúng ta sẽ có phần writing là bài viết. Ngoài ra, chúng ta có ở những tiết chẵn 2, 4, 6, 8, 10 sẽ là English in use, tiếng Anh thường thức. Chúng ta sẽ học thêm một cái phần extra về, ví dụ như chúng ta học về chủ đề là food and drink, thì cái phần English in use này nó sẽ là đi ra ngoài, đi vào nhà hàng thì mình dùng những mẫu câu gì để order thức ăn, thì đó là English in use. Tức là tiết lẻ thì chúng ta học writing, chúng ta có 5 bài writing. Và tiết chẵn học English in use, chúng ta có 5 bài English in use. Và tương tự như vậy, tiết số 9, chúng ta có clues or revision. Ở những tiết lẻ 1, 3, 5, 7, 9, chúng ta sẽ học về nội dung học tập liên môn. Còn ở những tiết chẵn 2, 4, 6, 8, 10, tức là 2 unit một lần, chúng ta sẽ có 2 tiết kiểm tra, revision ở tiết 8 và revision ở tiết 9. 2 tiết kiểm tra và chúng ta sẽ có một bài kiểm tra lớn ở sau mỗi tiết học chẵn 2, 4, 6, 8, 10. Và những cái bài kiểm tra này toàn bộ đều đã được thiết kế xong. Vâng, đến với tài nguyên. Với tôi còn sẽ thấy chúng ta có nguồn tài nguyên dành cho học sinh. Học sinh các bạn sẽ có sách học sinh Students Book và Workbook. Ngoài ra các con có file audio để nghe. Có một số audio nó nằm trong Workbook và audio nằm của Student Books. Thì nếu quý thầy cô, ở đây mình lúc nãy em Khánh có giới thiệu sơ qua, thì mình có nguồn tài nguyên là audio trên website canhbuom-edu.vn. Thì mình có thể cho các con, quý thầy cô có thể, một là mình có thể giao audio theo từng ngày. Nếu mình cần các con làm phần nào mà dính theo audio thì mình mới gửi, hoặc mình có thể gửi luôn link của website canhbuom-edu.vn hoặc là link Google Drive. Chú Niệm Khánh sẽ hướng dẫn thêm về việc là mình gửi tài nguyên file nghe cho học sinh như thế nào. Mình sẽ không có hình thức CD, bởi vì hiện tại thật sự phụ huynh không có bao nhiêu người có máy mở CD. Những cái laptop hiện tại đời mới đời nay nó cũng không có CD nữa kìa. Nên mình sẽ gửi qua mạng, gửi online bằng một đường link, và phụ huynh cứ như vậy vào đường link, nhìn cái số ở trong sách và mở file nghe cho con nghe để làm bài tập ở nhà. Đó là dành cho học sinh. Dành cho giáo viên, quý thầy cô cũng sẽ được cung cấp sách học sinh, sách mẫu, sách bài tập. Và ngoài ra chúng ta có sách giáo viên. Sách giáo viên là một nguồn tài nguyên cực kỳ hay. Nó có, vì nó chính chủ từ Pearson, thì là sẽ có những cái phần hoạt động gợi ý, những cái trò chơi và những cái answer key cho mỗi phần bài học. Ngoài ra nó có phần background knowledge cho giáo viên trong từng phần. Như em Khánh thì mình có hai nguồn khai thác tài nguyên. Thứ nhất là trên website canhbuom-edu.vn, mình sẽ có, trên website này sẽ có sách bài học, file PDF tải về được, lưu trữ trong máy được, sách bài học. Tiếp theo sẽ là sách bài tập, file mềm, bởi vì mình tức là sẽ gửi file cứng, gửi tặng cho mỗi đơn vị giáo dục, mỗi trường một bộ sách gồm sách học sinh, sách bài tập và sách giáo viên. Tuy nhiên rằng là đó là tài nguyên sử dụng chung, và mình soạn bài thì nhiều lúc mình phải xem trước, hay là mình phải điều chỉnh, hay là mình cần lấy hình ảnh trong sách mình crop ra để mình đưa thêm trên slide chẳng hạn, thì mình sẽ sử dụng những cái file mềm này để cắt. Nó rất là đẹp, file rất là đẹp. Và sách giáo viên cũng có trong đó, tức là mình không cần phải cầm quyển sách cứng trong tay thì mình mới có thể soạn bài được. Mình có nguồn tài nguyên PDF sẵn từ nhà xuất bản. Tiếp theo, file nghe audio cũng nằm trong website Cánh Buồm. Đây là phần mình sẽ trích xuất và gửi cho phụ huynh. Tiếp theo là phần phân phối chương trình. Năm mục này có trên website Cánh Buồm. Và website này, quý thầy cô lưu ý, mình không cần đăng ký và không cần đăng nhập. Em Khánh sẽ gửi sau buổi tập huấn, hoặc là lúc này em Ly sẽ có thể gửi cái đường link của website để quý thầy cô có thể xem. Em Khánh sẽ present cái phần này để quý thầy cô có thể xem qua. Đây, quý thầy cô đã nhìn thấy cái màn hình của em chưa? Màn hình giới thiệu sách English. Đây là màn hình của website Cánh Buồm. Quý thầy cô đã nhìn thấy rồi, gõ vào một chat box giúp em là đã thấy rồi. Mình... để cho em biết được là quý thầy cô đã nhìn thấy chưa. Nhiều lúc em nói một chập xong rồi tới đây em vẫn ở màn hình chính. Xin, yeah, thank you so much. Got it, yeah, that's awesome. So let's take a look. Yeah, so this one, canhbuom.edu.vn. Và đường link này sẽ được gửi cho quý thầy cô. Thấy rõ rồi, vâng, em cảm ơn. Ở đây quý thầy cô sẽ nhìn thấy mình có chủ đề giữa phần giới thiệu của sách,
sách bài học nằm ở đây. Đây là những cái hình ảnh này. Bây giờ cô khi mà click vào hình ảnh này hoặc click vào tiêu đề này thì mình thấy là sẽ hiện ra một cái drive google.com. Đây là một file PDF. Bây giờ cô nhìn thấy chưa? Đây là phần 1 của sách bài học. Đây, content. Mọi thứ đây, nằm ở đây. Vâng, mình đưa vào mục này. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy. À đây. Yep. Rồi, mình sẽ nhìn thấy bộ sách này ở đây. Nếu mà mình muốn soạn bài, mình muốn nghiên cứu thì mình có thể bấm vào đây. Yep. Rồi, quý thầy cô nhìn thấy mà. Phóng to nè, mình crop hình ảnh nè. Để mình đưa vào slide, mình chỉnh sửa, đưa vào bài kiểm tra vẫn rất là ok. Rồi, đó là sách bài học. Tiếp theo chúng ta sẽ có sách bài học phần 1, sách bài học phần 2. Sách bài tập thì có một ở đây. Quý thầy cô click vào cũng hiện ra file sách bài tập như thế này. Vâng, nó đang loading. À, mình cần soạn bài thì mình có thể lên trực tiếp ở đây. Vâng, workbook, file rất đẹp ở đây. Tiếp theo là sách giáo viên. Sách giáo viên cũng được chia làm hai phần. Sách giáo viên thực tế ở ngoài in nó rất là to. Mình sẽ chia làm hai phần. Vâng, và file nghe audio. File nghe này, quý thầy cô lưu ý giúp em này. CD mình có. CD của student book và CD của workbook. Sách bài học và sách bài tập. Nếu mình giao cho học sinh ở nhà, mình chỉ cần các con nghe phần này thôi. Thì mình click vào đây, quý thầy cô sẽ thấy mình có một dẫn đến file tài nguyên drive google.com ở đây. Mình có thể bấm ở đây và tải xuống. Sorry, ôi em Khánh bấm lộn cái nút này. Vâng, đây mình làm lại chỗ này. Workbook ở đây, quý thầy cô bấm vào nó sẽ hiện ra một cái folder, cái tab bên cạnh. Ở đây có nút chỗ này, quý thầy cô có thể bấm vào đây và tải xuống. Thì sau khi tải xuống, bởi vì là không phải phụ huynh nào người ta cũng biết dùng Google Drive, nên là và Google Drive thì mình phải đăng nhập nữa, nên là có những phụ huynh thì mình không muốn hỏi là có Gmail hay không, thì mình có thể tải trực tiếp ở đây. Thì quý thầy cô bấm tải xuống thì tài nguyên này sẽ nén và sau đó tải xuống thành một thư mục ở trong máy của mình. Đó là thư mục zip, thư mục nén. Thì mình có thể giải nén thư mục đó ra và gửi folder cho phụ huynh. Để quý thầy của để phụ huynh nhìn có thể nhìn thấy đây là các cái file của nó đã được đánh số ở đây. Đây 0.1, 0.2 cho đến 10.1, 10.2 là những cái file nghe trong phần workbook. Đây quý thầy cô sẽ thấy hiện tại nó đang tải xuống đây. Mình có thể gửi folder này vào. Đây chính là file nghe CD trong sách workbook. Cái này là SB6 là student book 6 và mình có phân bổ chương trình, tức là phân phối chương trình. Vâng, tài nguyên này thì em Khánh nhắc lại một lần nữa là website này mình không cần đăng ký và không cần đăng nhập, mình chỉ có cứ cái đường link này vào là mình có thể tải được ngay, có thể xem được ngay, nên là rất dễ. Mình có thể gửi, nếu phụ huynh nào rành hơn thì mình có thể gửi cái đường link này và phụ huynh tự tải, hoặc mình có thể tải và gửi cái folder cho phụ huynh. Vâng, đó là một thứ nhất. Nguồn lấy tài nguyên thứ nhất là trên website cánh buồm gần đây idu.vn. Quý thầy cô đã follow kịp chưa? Ok chưa? Phần này quý thầy cô có câu hỏi gì mình có thể... vâng, có một câu hỏi là có tải được sách về máy để dùng offline không? Em không tải được. Hiện tại trước đây thì em Khánh có tải được. Mình có tải được, nhưng mà hiện tại bây giờ bên IT thì em không biết là cái phần fix này nó như thế nào. Thì em sẽ hỏi lại về phần IT là đúng là hiện tại bây giờ em nhìn thì em cũng không thấy cái phần tải về của workbook và student book, mà chỉ có xem trực tuyến trên website thôi. Có gì em hỏi lại về phần IT và sẽ báo lại với quý thầy cô về việc là sách có tải được hay không. Còn riêng CD là tải được, CD là tải được và gửi cho phụ huynh được. Vâng, rồi. Đó là phần đầu tiên về tải tài nguyên trên website cánh buồm. Tiếp theo, phần tiếp theo sẽ là nguồn tải tài nguyên số 2. Đây, nguồn tải tài nguyên số 2 là Google Drive. File Google Drive này, đường link chỉ được gửi cho giáo viên đang sử dụng bộ sách English Discovery, là nguồn tài nguyên riêng dành cho giáo viên. Bởi vì quý thầy cô sẽ không muốn là slide PowerPoint của mình, giáo án của mình, xong rồi bài kiểm tra mà được học sinh biết được, nên là phần này chỉ dành cho nội bộ. Tức là ví dụ như những giáo viên ở đây nằm trong nhóm Zalo, và chị Loan sẽ đại diện khu vực sẽ gửi về cho phòng giáo dục, cũng như gửi về cho trường, cũng như là gửi link vào group Zalo để quý thầy cô có thể sử dụng trong nội bộ. Và trong phần này Google Drive sẽ có phân phối chương trình, giáo án mẫu. Giáo án mẫu này sẽ làm theo thông tư mới nhất, theo đúng format của thông tư mới nhất bằng tiếng Anh. PowerPoint slide. PowerPoint slide là phần bài giảng trình chiếu. Như bình thường em thấy quý thầy cô mình hay phải tự thiết kế slide PowerPoint để dạy trên lớp, hoặc là em thấy có rất nhiều là bên là người ta thiết kế xong người ta bán,
ở trên mạng hay quý thầy cô hay tìm mua thì nó không hề rẻ. Ở đây hiện tại nhà xuất bản cũng như công ty Cánh Buồm đã làm xong một bộ slide PowerPoint hoàn chỉnh. Slide PowerPoint hoàn chỉnh cho tất cả cả một năm học, tức là mỗi giờ học chúng ta sẽ có một slide PowerPoint và quý thầy cô có thể dùng phần mềm đó, dùng slide đó có thể chỉnh sửa được, đó là file PowerPoint bình thường mà mình có thể thêm bớt slide, thay đổi nội dung, thay đổi thông tin hoặc là làm thêm hoặc xóa bớt những hoạt động ở trong slide PowerPoint. Ok, có thể làm được, quý thầy cô dùng nó. Và em Thánh thấy rằng là trong cái slide PowerPoint nó khá là hoàn chỉnh rồi, mình có thể dựa theo đó và dạy 100% cũng được. Trừ trường hợp học sinh của mình quá giỏi hoặc là quá yếu thì mình có thể thêm bớt một số hoạt động ở trong đó thôi. Còn lại, phần slide PowerPoint đã được hoàn thành, nó rất là đẹp và rất là cụ thể, chi tiết, rất là pro, nên là quý thầy cô có thể sử dụng luôn. Và ngoài ra chúng ta có tài nguyên bổ trợ những cái handout. Handout này là những hoạt động activities ở trong lớp, hoặc quý thầy cô có thể dùng nó là hoạt động cho phần speaking, hoặc có thể dùng nó thành hoạt động quay phim, record video tại nhà dành cho học sinh. Tài nguyên bổ trợ handout và những cái mẫu đề kiểm tra, bài kiểm tra trong suốt một năm học đều đã được hoàn thành xong. Vâng, quý thầy cô có câu hỏi gì vâng. Em Khánh sẽ link Google Drive đây. Phần Google Drive cũng có một đường link để truy cập. Đây, em Khánh sẽ present cái đường link đó. Cũng sẽ gửi đường link đó vào trong group của mình luôn. Rồi, đây quý thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây. Cái này là phần lúc nãy nè. Đây là link Google Drive. Khi quý thầy cô bấm vào nó là một folder có tên là English Discovery 6. Quý thầy cô đã nhìn thấy chưa? Vâng, em Liên hiện tại đã gửi link Google Drive vào trong nhóm rồi. Ở trong group Zalo của mình rồi đấy ạ. Vâng, đây là link Google Drive để tải. Vâng, ok. Đường link Google Drive để tải thì quý thầy cô có thể nhìn thấy ở đây. Mình có thể tải bằng cách là cũng click vào trên này, giống mũi tên xuống này, trên phía trên này, và mình bấm tải xuống. Khi mà bấm tải xuống thì tất cả folder này đều được lưu về trong máy. Tuy nhiên, nếu như mình cảm thấy là tải một lúc nhiều như quá vậy, mình không muốn, mình muốn tải một số phần thôi. Ví dụ mình muốn tải phần mềm hỗ trợ giảng dạy, phần mềm hỗ trợ cài, giới thiệu sách tiếng Anh 6 hay là những cái. Đây là phần, đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 file tổng cộng. Thưa quý thầy cô, có thể ví dụ mình đang cần bài kiểm tra, thì mình có thể click vào đây để xem. Mình cần chỗ nào, mình có thể bấm vào đây trực tiếp ở đây. Quý thầy cô nhìn thấy mình, ví dụ mình bấm test audio thôi chẳng hạn, thì mình bấm tải xuống ở đây. Hoặc mình bấm test ED6. Đây, test ED6. Test sample. Đó, nằm ở đây. Đó, thì mình có thể bấm click chuột phải. Đây, quý thầy cô thấy dụ em bây giờ em muốn tải cái brochure này về. Thì mình click chuột phải, bấm vào tải xuống. Thì sẽ nén file này. Hệ thống sẽ nén file này và nhảy xuống dưới này. Tải về máy luôn. Vâng, đây là những phần này. Thì em Khánh sẽ demo thử. Mình sẽ có... Nếu sau khi tải về nó sẽ như thế nào? Sau khi tải về và giải nén. Đây, em Khánh sẽ vào screen. Rồi, quý thầy cô sẽ nhìn thấy giúp em ở đây. Mình nhìn thấy chưa? Phần đây, phần English ED6 demo tài nguyên. Phần này là em Khánh đã tải về rồi. Nó nằm ở đây đây. Quý thầy cô nhìn thấy cái folder của em chưa? Folder. Quý thầy cô cho em biết là mình đã nhìn thấy chưa nha. Hiện tại em Khánh chỉ dùng một machine. Là mình đã... Yeah, thank you. Rồi, đây là những phần đặc điểm nổi bật là phần giới thiệu về bộ sách. Này. Ok. Đặc điểm nổi bật của bộ sách. Đây phần giới thiệu. Tiếp theo mình sẽ có phân phối chương trình, phân phối chương trình pacing guide, phân phối chương trình được. Này, quý thầy cô sẽ thấy trong một năm học mình sẽ có tổng số tiết trong năm học, một tuần bao nhiêu tiết đó, số tiết thực dạy, ôn tập và kiểm tra. Và tiết 1, tuần 1 là mình sẽ dạy những phần nào, trang nào thì đều có trong phần phân phối chương trình này trong suốt một năm học. Tiếp theo là file sách giáo viên. Sách giáo viên cũng nằm trong phần đó. Ở đây sách giáo viên đây là phần demo, em Khánh tải một phần thôi. Thì đây là Unit 1, Teacher Book, Unit 1. Đây, mình sẽ có từng phần một. Đây là phần hướng dẫn dạy. Quý thầy cô nhìn giúp em phần này. Sách giáo viên. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy ví dụ như Unit 1, phần Vocabulary. Trong sách là hai trang. Đó chính là trang này. Trang số 1 này và trang này.
Thì trong sách giáo biên cũng sẽ có hai trang hướng dẫn dạy phần này như thế nào và bài lead in vào như thế nào, phần warm up, phần lead in exercise, các bước dạy như thế nào và phần answer key. Đây là phần sách giáo biên. Tiếp theo là sẽ có giáo án mẫu. Đây, giáo án mẫu thì cô sẽ nhìn thấy giáo án mẫu được chia theo từng unit. Chúng ta sẽ có unit 0 đến unit 10. Phần review cũng có phần giáo án và clues. Mỗi file là mỗi tiết học. Ở đây, ví dụ như unit 1, chúng ta có unit 1, lesson 1.1 là phần vocabulary. Thì quý thầy cô bấm vào đây, chúng ta sẽ có giáo án mẫu này nó đi sát hơn một bước so với sách giáo viên. Bởi vì giáo án mẫu này được chia theo thông tư mới và nó có 45 phút trong một tiết học. Chúng ta có knowledge, target, teaching at, procedures, and chúng ta có phần từng phần này, phần warm up dạy những gì, phần này presentation và nó thiết kế phù hợp, nó lược bỏ bớt những phần không trọng yếu ở trong sách và tập trung vào những phần chính trong vòng 45 phút một tiết dạy gồm những gì. Đây là phần giáo án mẫu và đã được hoàn thành xong cho cả một năm học. Tiết clues mọi thứ đều có hết, vòng xong rồi. Tiếp theo sẽ là bài giảng điện tử. Bài giảng điện tử chính là slide PowerPoint there. Slide PowerPoint cũng đã được thiết kế xong. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây mình sẽ có ví dụ unit 1. Mình sẽ có một unit mình sẽ có 8 phần như thế này. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy unit 1 ở đây chúng ta có tới 1.8 bởi vì 1.9 chính là nằm ở tiết clues này. 1.9 clues 1 tức là 1.9 đây. Thì là chính là cái phần dạy tích hợp liên môn. Slide nó nằm ở chỗ này. Có Geography Explore Việt Nam là nằm ở đây. Đó là tiết clues. Tiết clues hiện tại đang nằm ở vị thế là optional. Đây là lý do tại sao không đưa vào chính trong này. Thì quý thầy cô có thể khai thác này như một project hoặc là một activity. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy đây là cách mà slide vận hành. Đây, có đề và có phần key ở chỗ này. Đó, quý thầy cô sẽ nhìn thấy. Có rất là nhiều những cái ứng dụng mà chút nữa khi mà quý thầy cô nhìn thấy cái key là chính là đáp án. Có cả âm thanh nữa. Nên là mình sẽ khai thác cái phần slide PowerPoint này. Có những phần có file nghe thì nó sẽ có file nghe luôn, tích hợp trong sẵn slide PowerPoint này luôn. Rồi, slide PowerPoint là bộ bài giảng điện tử, tài nguyên bài giảng điện tử. Yep. Rồi, bài giảng điện tử nằm ở đây. Bài giảng điện tử đã hoàn thành xong toàn bộ. Quý thầy cô có thể xem, tức là sau ngày hôm nay thì khi mình biết cách gọi là xem khai thác tài nguyên thì mình có thể explore luôn. Rồi tiếp theo là tài nguyên bổ trợ handout. Handout được phiếu bài tập bổ trợ, quý thầy cô nhìn giúp em ở đây. Mình sẽ có mỗi unit mình sẽ có bộ phiếu bài tập bổ trợ như thế này. Trong mỗi unit luôn, trong mỗi sorry không phải unit mà trong mỗi lesson đều có. Ví dụ như là tiết 1 vocabulary của unit 1 mình sẽ học về people, family. Mình sẽ có những cái phần handout chính là một file PDF như thế này. Khi quý thầy cô bấm Ctrl P in ra thì mình sẽ là những hoạt động speaking. Speaking activity for students. Mình sẽ biến cái đó thành giờ cuối giờ hoặc là mình có thể đây, những cái về family tree, những cái hoạt động extra và nó có cả answer key. Phiếu bài tập hỗ trợ activity answer key lại nằm ở đây, một file riêng. Vậy thì mình có thể in ra và phát cho học sinh để làm. Thì chút nữa trong tiết học về vocabulary em Khánh cũng sẽ dùng tài nguyên bổ trợ này để quý thầy cô có thể tham khảo. Tiếp theo là phần bài kiểm tra. Mình có thể nhìn ở đây phần bài kiểm tra. Chúng ta có main test, test audio script, test ED6 and test here, work word, end of year test. Ở đây chúng ta thấy end of year test là bài kiểm tra cuối học kỳ. Ở đây chúng ta có grammar check, placement test. Placement test là bài kiểm tra sẽ được thực hiện đầu tiên, đó là bài kiểm tra đầu vào dành cho học sinh lớp 6, AB, hai đề AB. Tiếp theo chúng ta có review test là hai test, hai bài, hai unit sẽ có một bài review lớn. Đây, review A1, AB. Đây, chúng ta sẽ có những bài test về review ở đây. Bài kiểm tra thì giống như em Khánh có trình bày lúc nãy thì bài kiểm tra mình có thể sử dụng nó là một bài kiểm tra lớn ở trong lớp lấy điểm trực tiếp hoặc có những bài kiểm tra về check, về vocabulary và grammar mình có thể sử dụng nó như một bài kiểm tra miệng hoặc một phần ôn tập rà soát lại kiến thức cho học sinh.
test ED6 ở đây, test sample. Mình sẽ có những bài kiểm tra nó rất là ngắn, ví dụ như là skill test, vocabulary check. Đây, những cái bài như là vocabulary check 1A thì mình sẽ thấy quý thầy cô nhìn ở đây. Phần bài kiểm tra này nó rất là đơn giản và rất là ngắn, chỉ từng này thôi, nên là học sinh có thể làm tầm khoảng 10 phút, 5 phút, 10 phút gì đó, thì những cái bạn đó mình có thể làm hoàn thành thôi. Đổi từ country ra nationality hay là family tree, mình có thể điền vào đây ba phần như thế này, group A. Rồi, đó là phần bài kiểm tra. Demo tài nguyên tiếp theo là về Active Teach. Đây là một phần mềm dạy học mà em chắc chắn rằng là quý thầy cô cũng đã được làm quen nhiều trong cái những cái tiếp phần về tập huấn trước kia. Vì phần này đã có rất lâu rồi, nên là tức là đã có từ lúc giới thiệu sách rồi, nên nó đã được hoàn tất rồi, nên quý thầy cô chắc cũng biết cách dùng như thế nào rồi. Thì mình sẽ có cái phần mới nhất là phần hướng dẫn cài đặt. Vì thực sự cài đặt rất là đơn giản, khi mà giải nén ra quý thầy cô sẽ có thể chạy được cái file này ngay lập tức. Nhưng một số thầy cô chúng ta sử dụng MacBook, thì MacBook thì nó hơi khó một chút, là nó có cái phần tài nguyên gọi là nó không có thể cài chạy được ngay, và nó sẽ có phần mềm hỗ trợ cài ActiveTeach cho máy tính Mac OS. Thì quý thầy cô nào đang dùng MacBook của Apple thì phải cài thêm cái phần này nữa thì mới có thể chạy được ActiveTeach. Còn lại quý thầy cô khác thì mình chỉ cần hướng dẫn tải cái file này về và xem cái file hướng dẫn tải phần mềm ActiveTeach là nó đã có thể ok rồi. Và phần mềm này thì là được dùng offline, nên là trong lúc mà mình dạy mình không cần phải có internet thì mình mới dạy được. Hoặc là mình quý thầy cô có thể tải toàn bộ, ví dụ như máy ở trường mình không được nhanh lắm, wifi không được ổn định lắm, thì mình có thể tải toàn bộ cái folder English Discovery 6 này về máy tính của mình, laptop riêng của mình ở nhà, sau đó mình cắm USB và mình cắm USB vào trong cái máy của trường là mình có thể sử dụng được luôn. Mình không cần phải có internet sau đó nữa. Tất cả mọi phần mềm này, tất cả mọi cái bài này nó đều là offline hết rồi, nó xong xuôi và packaging hết rồi, thì quý thầy cô có thể tham khảo và sử dụng. Vâng, tiếp theo phần tiếp theo, phần tài nguyên tiếp theo là ActiveTeach, và phần tiếp theo là phiếu bài tập hỗ trợ. Đây là tài nguyên hỗ trợ, phiếu bài tập hỗ trợ. Đây, phiếu bài tập hỗ trợ thì nó đã xong xuôi hết toàn bộ lúc nãy em Khánh có nói. Vâng, đó là toàn bộ phần nội dung đầu tiên về khai thác phần mềm dạy học của English Discovery 6 dành cho giáo viên. Vâng, có hai nguồn tài nguyên và toàn bộ nó được hoàn thành rồi. Quý thầy cô, em không biết là quý thầy cô có bất kỳ câu hỏi nào về mục vừa rồi không ạ? Về phần tài nguyên giảng dạy hỗ trợ lúc nãy không ạ? Quý thầy cô có câu hỏi gì có thể gõ vào một chat box, hoặc nếu mà có một câu hỏi. Vâng, là I'm a teacher who is going to teach this book, but I haven't received any link until now. Yeah, quý thầy cô cho em hỏi là mình đã có toàn bộ trong nhóm Zalo chưa ạ? Vì hiện tại em thấy là có 105 đầu cầu, nhưng mà trong nhóm Zalo của mình hiện tại mới chỉ có 56 người. Tất cả những nguồn tài nguyên này sẽ được gửi vào nhóm Zalo, hiện tại đã được gửi rồi đấy ạ. Hiện tại đã được gửi vào group Zalo rồi. Quý thầy cô nào mà chưa vào được nhóm Zalo thì hãy làm sao nhỉ? Để số điện thoại hay em Liên như thế nào? Mời em Liên có thể gửi cái link group Zalo vào trong cái mục chat box này cũng được. Invite vào trong link cũng được. Quý thầy cô nhìn thấy group Zalo hiện tại của mình là đã có đường link rồi đấy ạ. Mình có tổng cộng 2 đường link để tải tài nguyên là cánh buồm và đường link Google Drive, thì 2 đường link này đều đã được cập nhật vào trong group Zalo rồi ạ. Xong chưa ạ? Rồi, quý thầy cô, vâng, hiện tại chị Loan cũng đã gửi link của group Zalo vào đây rồi. Quý thầy cô nào đã nhận được hai đường link cũng như là đã ok xem qua, quý thầy cô yên tâm rằng là mình chỉ cần biết được rằng là nó nằm ở đâu và tải như thế nào. Còn trong quá trình tải, trong quá trình thực hiện, mình cảm thấy là nó cái này nó sai sai, nó chưa đúng, nó chưa có đúng với những gì mà mình xem được hướng dẫn, thì mình có thể liên hệ với đội ngũ IT cũng như là bộ phận hỗ trợ cũng như là đại diện khu vực của Hải Phòng mình, của cánh buồm, thì luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng để hỗ trợ quý thầy cô trong việc giảng dạy. Vâng, quý thầy cô nhìn xem có group Zalo đấy ạ. Quý thầy cô click vào group Zalo trong một chat box hiện tại, nếu mình chưa ở trong group Zalo đó thì mình có thể vào để nhận đường link. Vâng, yes. Rồi, có câu hỏi gì nữa không ạ? Quý thầy cô còn câu hỏi gì nữa không ạ? Mình không tải được sách giáo viên phải không em? Vâng, em thấy một câu hỏi ở đây. Sách giáo viên hiện tại vẫn tải được đấy ạ. Trong sách giáo viên, trong cái file Google Drive có phần sách giáo viên đấy ạ. Quý thầy cô có thể tải được đấy ạ. Trong group, trong cái cánh buồm thì mình không tải được, nhưng mà trong cái phần Google Drive thì mình tải được sách giáo viên đấy ạ. Sách giáo viên.
Vâng. Rồi. Vâng, quý thầy cô cứ bình tĩnh, mình cứ xem xong rồi là trong trường hợp mà mình trong trường hợp mà mình còn bất kỳ thắc mắc nào nữa thì trong suốt năm học, bất kỳ lúc nào quý thầy cô gặp vấn đề thì em sẽ gửi contact lại của chị đại diện khu vực cũng như là anh IT, anh kỹ thuật. Và quý thầy cô sẽ nhìn thấy trong cái phần hướng dẫn cài đặt ActiTeach cũng có số điện thoại hotline của IT của công ty cánh buồm ngay phía dưới. Thì nếu mình cài không được là mình điện luôn anh đó, mình hỏi luôn. Nên là anh đã sẽ hướng dẫn trực tiếp cho mình luôn. Là quý thầy cô yên tâm. Rất là không có thích những cái trường hợp là để quý thầy cô dạy rồi xong rồi thấy là nó không có đúng như những gì cam kết thì không phải. Mình tất cả đều có hết rồi đấy ạ. Và gặp vấn đề gì thì cứ nói trực tiếp với người có thẩm quyền là sẽ được giải quyết ngay ạ. Vâng, em Khánh sẽ hoàn thành phần đầu tiên về giới thiệu tài nguyên. Quý thầy cô còn câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu mình không còn câu hỏi gì nữa, mình sẽ tiến sang phần 2 là phần cụ thể hơn về phần vocabulary. Quý thầy cô còn câu hỏi gì nữa thì có thể gõ. Và nếu mà ok rồi, mình không có vấn đề gì nữa, mình có thể bấm ok, done hay là tuyệt rồi, xong rồi trong một chat box với em Khánh vậy ạ. Em Khánh sẽ 2 phút để nhận phản hồi của quý thầy cô trong một chat box ạ. Ok, vâng, cảm ơn cô Hòa Thanh. Ok, very, thank you so much. Ok, yeah, ok. Mình nhận thông tin cái đã, mình yên tâm khi trong lúc mình từ từ mình thực hành sau cũng được. Ok, yeah. Hiện tại là mình chỉ mới nhận được có 4 thầy cô ok thôi, 105 đầu cầu mà mới có 4 người ok thôi. Xác suất này ít quá. Quý thầy cô nào còn câu hỏi gì nữa không hay là ok thì gọi giúp em Khánh, tương tác giùm Khánh vào một chat box nha. Vâng, có một câu hỏi cô chạy thử phần ActiTeach được không ạ? À? Vâng thì em ActiTeach hiện tại trong máy em có thể chạy được ok rồi, mà do em nghĩ là lần trước quý thầy cô tập huấn cũng đã được xem qua phần mềm ActiTeach rồi nên em không chạy. Nếu quý thầy cô thích thì em vẫn chạy ở đây được ạ. À. Vâng, em sẽ demo qua một chút về phần mềm ActiTeach nha. Đây. ActiTeach là một phần mềm rất hay, nó giống như ebook vậy. Đây quý thầy cô sẽ nhìn thấy đây em có PSN 86 đây. ActiTeach 6. Khi quý thầy cô giải nén về rồi thì nó là một folder trong máy như thế này. Mình bấm vào cái này, startpc.exe. Đây, quý thầy cô sẽ nhìn thấy đây là ActiTeach. Hello. Vâng, cô Nhung có cần phát biểu gì ạ? Em thấy cô Nhung có icon giơ tay đấy ạ. Đây, đây là phần mềm ActiTeach ebook, sách điện tử đấy ạ. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy nó hiển thị đúng với những gì mà trong sách học sinh xuất hiện. Đây. Ví dụ như click vào phần này thì mình sẽ thấy bấm vào trang sách này. Có những phần này mình phóng to ra. Đây những cái phần shortcut khác, những công cụ khác mình có thể explore. Hoặc là đây, look at the photo chẳng hạn. Khi click vào đây thì nó sẽ hiện ra cái phần này to lên như thế này. Quý thầy cô có thể submit câu trả lời vào đây. Sau đó check thử là nó đúng hay sai. Đây. A, B, Tony chẳng hạn. Sau đó mình bấm submit answers ở đây. À, và show answers ở đây. Thì nó có những cái phần công cụ như thế này để phục vụ cho việc giảng dạy trong một tiết học. Đây là sách điện tử đây. Đây là ActiTeach. Ngoài ra có những cái toolbox khác ở đây. Video resources, audio resources, phonetic chart. Ở đây, phần về phát âm. Oi. Boy, avoid, voice. Vâng, thì quý thầy cô có thể sử dụng. Em thấy có một cô giơ tay lúc nãy. Em không biết quý thầy cô còn câu hỏi gì khác nữa không ạ? Vâng, phần mềm ActiTeach. Vâng, thì có hướng dẫn cài đặt rồi. Thì trong lúc quý thầy cô sử dụng thì mình sẽ khám phá những cái tính năng của ActiTeach giống như hôm vừa rồi cũng có. Và có một cái video về hướng dẫn sử dụng ActiTeach ở trên YouTube, kênh YouTube của English Discovery. Nó cũng có phần hướng dẫn sử dụng cụ thể hơn. Vâng, mời cô Phạm Thị Thu Trang ạ. Cô Thu Trang có phát biểu. Dạ vâng, em chào cô. Em muốn hỏi là cái phần mềm ActiTeach này thì giáo viên có thể thiết kế ở ngay trên cái phần mềm đó không ạ? Và có sử dụng bản offline
Dạ vâng, vâng em cảm ơn câu hỏi của cô. Hiện tại phần mềm ActiveTeach là có sử dụng offline, như em Khánh có nói mình chỉ cần tải về ban đầu hoặc là mình tải và mình có USB thì mình cắm mình sử dụng được luôn. Và trong lúc sử dụng mình không cần phải có internet thì mới sử dụng được. Câu hỏi tiếp theo của cô là mình có chỉnh sửa được trên phần mềm ActiveTeach hay không? Thì phần mềm ActiveTeach là được IT thiết kế mình không chỉnh sửa được. Tuy nhiên mình có thể take notes, tức là phần mà mình chỉnh sửa được là phần giáo án. Phần PowerPoint thì mình chỉnh sửa được, nhưng ActiveTeach thì mình không chỉnh sửa được. Tuy nhiên mình có phần Take Notes, em Khánh show chỗ này để quý thầy cô có thể xem rõ hơn. Mình có một cái phần Notes ở đây cô nè. Nếu như đầu tiên vào, khi lúc nãy cô có thấy em Khánh khi mà ấy là mình em có click chọn là Don't Save My Work. Thì nếu cô muốn edit trên cái ActiveTeach của cô dùng máy máy cá nhân, cô muốn soạn bài và cô muốn chỉnh sửa, cô muốn take notes thêm, thì mình có thể bấm vào cái icon này. Quý thầy cô nhìn thấy cái con chuột em ạ. Ở đây, mình có cái phần Sticky Notes. Add a post-it note to the page. Thì mình có thể take notes thêm, hoặc mình gõ thêm. Bây giờ khi tôi bấm vào đây, ví dụ mình nói là cái này là mình sợ trong lúc dạy mình quay thì warm up game, là mình có crocodile, những cái từ gì mình take notes về hoạt động gì mình định làm ở đây. Sau đó mình bấm vào đây. Rồi, thì đây là phần take notes. Và nếu quý thầy cô khi mà thoát phần mềm, mình có bấm là save my work thì nó sẽ lưu lại. Hoặc mình có thể thêm những cái gai là mình vẽ, mình tô và mình bấm là save thì nó sẽ lưu lại luôn những cái phần mà mình đã chỉnh sửa, chứ mình không chỉnh sửa format của cái ActiveTeach này được. Nhưng mình có thể chỉnh sửa bằng cách là mình thêm test vào nè, thêm test vào cái bài, cái đánh gõ thêm vào, hoặc là mình thêm bằng cách là highlight nè, viết nè, hay là thêm cái notes vào ở trong này. Thì quý thầy cô có thể nhìn thấy đây. Ví dụ như em Khánh bấm tắt ở đây thì nó sẽ hiện ra cái notes này nhỏ nhỏ vàng vàng này. Thì khi cô mở ra nó cũng sẽ có hiện cái notes này ở trên lớp. Và khi click vào thì nó sẽ hiện ra như thế này. Rồi, vâng. À, vâng, cô Trang có hài lòng với câu trả lời lúc nãy chưa? Cô còn thắc mắc gì em nữa? Em đã hiểu rồi, em cảm ơn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn cô Trang. Vâng, thì có thể hỏi trực tiếp, hoặc mình có thể gọi là sau này cô có thắc mắc gì cô cứ feel free to ask. Vâng, thank you so much for your question. Và chắc là đó cũng là một câu hỏi của quý thầy cô, nhiều quý thầy cô cũng rất là quan tâm. Vâng, đó là phần đầu tiên, phần ActiveTeach. Rồi, dạ vâng. Rồi, em cảm ơn quý thầy cô. Mình sẽ đến với phần 2. Nếu mình không có câu hỏi gì nữa về những cái tài nguyên thì mình sẽ đến vào phần 2, phần dạy mẫu và hoặc dạ vâng, có cô có câu hỏi gì ạ? Hay sao ạ? Vâng, phần 2 sẽ là phần 2 và phần 3 sẽ là phần dạy mẫu và hoạt động minh họa cho tiết học. Thì trước đây em Khánh nhận thấy được báo cáo rằng là quý thầy cô đã được xem qua về cách dạy viết, cách dạy đọc, cách dạy về phần listening and speaking nhỉ. Vâng, và những cái phần giới thiệu khác. Thì hôm nay em Khánh sẽ đi đó với hai phần, đó là phần dạy về tiết học vocabulary, về phần từ vựng, và grammar là phần ngữ pháp. Hai phần rất rất là quan trọng cho tất cả các bạn học sinh cũng như là thầy cô, đó là phần key. Vâng, tiếp theo đầu tiên sẽ là phần dạy từ vựng. Phần dạy từ vựng vocabulary, quý thầy cô sẽ nhìn thấy trong vocabulary em Khánh sẽ đưa ra bốn mục chính trong buổi sáng hôm nay. Đầu tiên là vocabulary in English Discovery 6, cấu trúc và nội dung từ vựng trong sách lớp 6, tiếng Anh lớp 6 này. Thứ hai sẽ là targets in teaching vocabulary, phân tích về mục tiêu dạy học từ vựng. Mục thứ ba sẽ là demo lesson, một bài dạy mẫu về tiết học, phần unit 2, tiết học 2.1 is delicious, về food and drink, và extra activity for vocabulary teaching. Four parts in vocabulary. Now let's get started. So vocabulary, we will see, take a look at all the pages in the unit of English Discovery 6. We have vocabulary, grammar, reading, grammar, listening, speaking, writing, revision, or clues. So when we take a look at those units, you will see that there are three times that vocabulary appeared in the unit about teaching. So we have lesson one, lesson three, and lesson five. Three lessons, right? But the whole lesson is all about vocabulary, is in lesson one. This is the main vocabulary input for the students. So, which aspect of vocabulary do you teach for the student in grade 6?
Now, teachers, please answer my question. Which aspect of vocabulary do you teach? Vậy thì khi mình dạy từ vựng là mình dạy những gì? Bây giờ cô có thể gõ vào một chat box giúp em mình dạy từ vựng cho học sinh lớp 6 thì mình sẽ dạy các con những gì? Yeah, please type in the chat box. I'm still waiting for your answers. Hello. What you expect the vocabulary? Reading view. Yeah, I'd like to see in the chat box. Yeah, there are a lot of there are two first answers here. We have meaning, yeah. Form and used. Awesome. Yeah. Meaning, pronunciations and use. Pronunciation, meaning and use. Meaning spelling. Yeah. Spelling is super important, right? A lot of students, even though teachers, make mistake with spelling or writing, right? So that causes a lot of big problems. We have automatically fixed the like function here. Trọng âm, vâng, trọng âm, phát âm, nghĩa của từ và cách dùng. Yeah, meaning in context, very important, right? Nghĩa của từ và cách dùng, very special. That's it. Meaning, pronunciation, and use. Thanks for your answers a lot. Miss Liên is now taking notes on your answer. Cô Liên vẫn đang, hiện tại vẫn đang take notes những cái câu trả lời của quý thầy cô nha. Mình vẫn thống kê theo đơn vị trường. Và ok, yes. Rồi, vâng, cảm ơn quý thầy cô. Những cái câu hỏi của em đặt ra thì nó không có đúng hoặc là sai. Nó chỉ là in your opinion. What do you think? Kind of. Then it's my delightful to have your answers. Em rất là vui khi nhận được câu trả lời của quý thầy cô. Nên là quý thầy cô hãy làm cho em vui đi. Vâng, mình có thể trả lời những cái câu hỏi của em ở đây nha. Vâng, meaning, form, pronunciation, stress and use. Vâng, trọng âm rất là quan trọng đúng không ạ? Okay, yes. So this is about what expect of vocabulary. Yeah. So when talked about teaching vocabulary, we have the form. The form mean how to spell the word. What does the word look like? How to spell the word and how to write the word correctly? So this is the form. Pronunciation. Yeah, how to say the word correctly. How to stress. Yeah, how you know the stress, trọng âm của từ. Very, very good. And the meaning of the word. The meaning mean, what does it mean in Vietnamese? And what is the antonym and synonym of the word? So if they understand the word, they know exactly what is it. And use, how to use it. Can you make a sentence with this word? Can you like the meaning in context? So it means you use the word in the specific like moment, right? So this is about, so the target of teaching vocabulary. Vậy thì mục tiêu của tiết dạy từ vựng là gì? Mục tiêu đầu tiên quý thầy cô sẽ nhìn thấy là mình sẽ có I can statement in the book. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy trong trang sách của học sinh, những cái tiết mà chấm 1, chấm 2, chấm 3 hoặc toàn bộ các trang sách của học sinh, đầu tiên sẽ có I can statement. Đây, em Khánh có một quyển sách ở đây. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây, lúc nào đầu tiên vào tên này nó cũng là I can talk about food and drink. Hoặc là I can find specific details in a blog entry. I can write about a daily routine. I can. Vậy thì đây chính là target. Target bình thường thì những cái target này nó sẽ xuất hiện ở trong lesson plan, trong xuất hiện ở trong teacher's book. Nhưng riêng English Discovery thì thường nó sẽ xuất hiện trong đầu quyển sách luôn. Học sinh sẽ phải là người nắm được cái target này qua I can. Và trong tiết dạy từ vựng, ví dụ mình có vocabulary 1.1, I can talk about family and nationalities. Vậy thì mình sẽ có hai mục tiêu. Thứ nhất là remember and understand. Mục tiêu đầu tiên phải là nhớ và hiểu. This is about form, meaning and form and meaning. And next one is about use. Mục tiêu số 2 sẽ là cách sử dụng như thế nào. Đây là I can talk thì mình phải biết use thì mình mới có thể I can talk được. Chứ không chỉ dừng lại ở việc là okay, I know there are 5 words or there are 10 words about family members. Stop there. No, we have use target. So, let's take a look at the book. We have the target in know. Để biết được về family and nationalities. Biết từ vựng.
Okay, we have applied, note and applied. Here, để biết được chúng ta có phần 1, 2 và 3 là để biết about note. Về apply, để mà ứng dụng cái phần từ vựng đó để sử dụng như thế nào thì chúng ta có thêm phần đó là phần đây, phần 5, 6, 7 tức là sử dụng những từ vựng về gia đình, về quốc tịch để nói thành câu, biết thành câu thì là apply. Và quý thầy cô chị thấy ở đây, vậy thì dựa trên cái target đó mình sẽ thấy phần 1, 2, 3 là phần chính. Phần 5, 6, 7 cũng là phần chính. Và phần số 4 này về possessive nó là phần phụ. Vậy thì trong lúc mình hiểu được target đó, mình có thể thiết kế bài dạy không tập trung vào phần phụ này. Mình chỉ tập trung vào đúng 1, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Quý thầy cô nhìn thấy phần này rất rõ trong lesson plan giáo án mẫu. Giáo án mẫu sẽ dành rất ít thời gian cho phần 4 và thậm chí có những phần skip. Và chỉ tập trung vào việc là 5, 6, 7 phần này. Thì phần này nó sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra. Những cái phần mà know và apply này thì nó sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra. Và cái phần 4 này nó chỉ là optional, tham khảo và gọi là additional knowledge, not compulsory. Okay. So, next one. Tiếp theo, vậy thì trong cái phần số 2, I can talk about food and drink. Đây là unit 2, phần vocabulary. Chúng ta có cũng là target food and drink. Talk about, vậy thì chúng ta phải cho các con biết được những từ vựng về đồ ăn và thức uống. Sau đó sử dụng những từ vựng đó để nói, để apply vào một ngữ cảnh thực tế là như thế nào. Vậy thì ở đây mình cũng sẽ có phần know là biết. Biết là nằm ở đâu? 1, 2, 3. Dạy từ vựng về thức ăn và phân nó thành các categories khác nhau. Ví dụ như là đồ ăn là khác này, thức uống là khác, thì tức là đó là know about the word, the vocabulary. Next one about apply, sử dụng nó để mà trong ngữ cảnh thực tế là nói về đồ ăn mình yêu thích và nói về bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn tối, thì đó là apply trong một ngữ cảnh thực tế. Vậy thì sau cái tiết dạy từ vựng này, quý thầy cô cũng thấy nó dư ra một phần, đó chính là phần 6. Phần 6 là phần gọi là optional, gọi là phần không trọng tâm. Và trong lesson plan của cái phần lesson plan giáo án mẫu của cái phần food and drink này thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy là skip luôn, bỏ luôn cái phần đó luôn. Không dạy cái phần bài tập số 6 đó luôn. Thì đó là giúp giảm tải cho giáo viên và học sinh. Nó phải optional nếu như học sinh của quý thầy cô là học tốt, học giỏi, các con có thể nhớ hoặc là cái kiến thức này của con có về food and drink rồi, thì mình sẽ không có mất nhiều thời gian vào phần know nữa. Và phần apply cũng nhanh hơn, thì mình có thể dạy gọi là khai thác phần 6 một cách gọi là 100%. Còn nếu không mình có thể skip hoặc là giới thiệu sơ qua, chứ không mất nhiều thời gian vào đó. Ok, bởi vì nó không phải là target chính. Vâng. Vậy thì dựa trên những phần đó, lesson plan, giáo viên sẽ sử dụng những nguồn tài nguyên nào để thiết kế bài dạy? Đầu tiên, Teacher's Book, hai trang sách trong Teacher's Book về từng phần một, mô tả toàn bộ chi tiết, tất cả các phần, không nói trọng tâm, không nhấn trọng âm vào phần nào hết, không nhấn trọng tâm vào phần nào hết. Tuy nhiên, tiếp theo chúng ta có lesson plan. Phần lesson plan này được thiết kế 45 phút cho tiết học đó và đã phân chia trọng tâm xong đầy đủ cho quý thầy cô luôn. Lesson plan đây mình in ra một cái file word như thế này, em có in ra sẵn. Đây trong file này có thể in ra, có thể chỉnh sửa được file word. Tiếp theo chúng ta sẽ có PowerPoint slideshow, bộ slide dùng cho cái bài giảng đó. Và mình có phần mềm Active Teach. Thì trong lúc dạy mình kết hợp linh hoạt cái phần giáo án này, giáo án mẫu và phần slideshow là hai phần rất là sát với nhau. Và ngoài ra phần mềm Active Teach thì nó có những cái tương tác và những cái trò chơi, nó có phần thú vị hơn hay là phần ghép nối, nó mình có thể sử dụng linh hoạt. Ví dụ trong một tiếng dạy em sẽ sử dụng cả phần slideshow, thỉnh thoảng em chạy qua Active Teach em cho học sinh làm bài tập ở bên đó, ví dụ ở bên đó nó là một phần optional, quý thầy cô có thể lựa chọn một và mình dùng luôn một bên, hoặc là mình có thể kết hợp giữa hai bên khác nhau. Rồi, ok. Và các bước dạy vocabulary step dựa trên cái phần target, xác định trọng tâm xong thì mình sẽ lên kế hoạch bài dạy. Lên kế hoạch bài dạy thì thường một tiết học từ vựng sẽ có phần warm up. Phần warm up sẽ là phần review, ôn tập lại những từ vựng của unit trước đó. Ví dụ như unit 1 thì mình có thể dùng là phần brainstorming,
hoặc là introduction hoặc là greetings among students. Hoặc unit 2 là mình học về food and drink thì mình sẽ dùng phần warm up để review lại những từ vựng về family. Tiếp theo mình sẽ có present và practice. Thì những cái phần present và practice này nó được chia nhỏ và được đan xen kết hợp với nhau. Ví dụ như food and drink thì đầu tiên vào mình sẽ làm gì? Mình sẽ giới thiệu cho kiến thức cho các con, sẽ cho con luyện tập và làm việc nhóm, hoặc là hỏi những câu hỏi Q&A hoặc exercises, present practice đan xen với nhau. Và cuối cùng sẽ là speaking activity. Trong tất cả những cái bài học tại English Discovery 6 thì lúc nào cuối trang sách của ngày hôm đó đều là một hoạt động and you. And you có icon như thế này, tức là phần personalize the students. Tức là áp dụng những gì các con đã học vào thực tế. Ví dụ như học về gia đình thì mình phần đó mình sẽ nói về gia đình của mình. Học về thức ăn thì phần đó mình sẽ nói là mình ăn gì vào bữa sáng. Tức là đó là phần personalized activity. Speaking activity thì lúc này mình có thể sử dụng hoạt động trong cái phần and you này, hoặc là quý thầy cô có thể sử dụng phần handout, phần bài tập bổ trợ để mình có thể cho các con là luyện tập output dựa trên những kiến thức mình vừa mới học xong. Vâng, đó là step of teaching. Vâng, và phần tiếp theo sẽ là phần dạy mẫu, phần giới thiệu các bước cụ thể về việc dạy từ vựng 2.1 trong unit 2, bài số nhập số 1, It's Delicious Vocabulary About Food and Drink. Và em Khánh sẽ kết hợp cả 4 phần trong Teacher's Book, Lesson Plan, Active Teach và PowerPoint Slide để dạy phần bài dạy mẫu này. Và phần bài dạy mẫu thì tốt nhất, gọi là lý tưởng nhất là được thực hiện thực tế ở trong một lớp học thật với học sinh thật. Thì em rất là mong muốn có một cái buổi như vậy. Đó là bởi vì là có những cái sự rất là khác nhau giữa việc là lý thuyết và thực tế. Thì nếu như thực tế mà có thì là quý thầy cô sẽ nhìn được rõ hơn và thực tế học sinh của mình như thế nào. Tuy nhiên trong trường hợp của tình hình hiện nay thì công ty chưa có thể sắp xếp được một buổi là quay phim thực tế trực tiếp một bài dạy demo, nên là em cũng sẽ phần mà năm học mới thì là rất là gần kề rồi, nên là đó là lý do của buổi ngày hôm nay. Thì khi mà em dạy thì nó sẽ có những lưu ý như sau. Thứ nhất là bây giờ em làm với các thầy cô thì học sinh thật khác hoàn toàn với giáo viên. Ví dụ em hỏi một câu hỏi với thầy cô cần 2 giây là thầy cô bấm xong rồi, nhưng với học sinh thật thì khác, nó còn cần thời gian nhiều hơn. Nên là với một lớp học thật thì là mình 45 phút, nhưng dạy các cô thầy cô chắc 15 phút là xong rồi. Kiểu là học sinh thuộc dạng là top, đỉnh của đỉnh ấy. Nên là kiểu gì, nói cái gì cũng đúng, không bao giờ có phần sửa lỗi sai ở đây luôn. Nhưng học sinh thì mình khác, mình có sửa lỗi sai này, có phần các con suy nghĩ này, phần sửa lỗi sai nó, thời gian nó khác. Và thời gian cho mỗi hoạt động đó là bởi vì đối tượng học sinh của chúng ta khác, nên thời gian cho mỗi hoạt động nó sẽ khác, nó không phải là 45 phút nữa. Tiếp theo, và cách thức tổ chức trên nền tảng online và offline. Bây giờ nếu ví dụ như hoạt động này là offline thì mình sẽ chơi trong vòng 10 phút. Nhưng đối với lớp học online thì mình chỉ cần chơi trong vòng 5 phút là nó đã xong rồi. Hoặc là nó sẽ kéo dài hơn, hoặc là nó sẽ ngắn hơn. Và cái cách tổ chức setup nó sẽ khác so với lớp học thực tế nhiều. Nên là để mà hình dung được tốt nhất thì em vẫn mong là mình dạy được một lớp học thật để quý thầy cô chỉ có thể nhìn xem. Nhưng trong trường hợp này thì mình có thể tự tưởng tượng ra thêm. Em sẽ thay vì em sẽ dạy 100% thì em sẽ dạy và em sẽ dừng lại để giải thích thêm là trong lớp học mình sẽ làm như thế nào. Và nếu mà quý thầy cô phải dạy online thì mình sẽ tiến hành hoạt động đó ra sao. Bởi vì toàn bộ 100% tài nguyên của bộ sách ActiveTeach được thiết kế cho một lớp học thực tế, học trực tiếp, lớp học offline thực tế. Nhưng nếu mình phải dạy online thì mình sẽ khai thác như thế nào, thì em sẽ suggest một vài cách để mình biến đổi hoạt động giữa. Bởi vì offline là gì quý thầy cô rất là quen thuộc rồi, gọi là mastering đồ dạy biết bao nhiêu năm nay rồi, nên là nhìn cái là biết dạy liền, không cần phải hướng dẫn gì nhiều. Nhưng mà đối với thứ nhất là tài nguyên đã mới rồi, sách đã mới rồi, tài nguyên mới rồi, còn hình thức mới nữa thì mình gọi là nó rất là complicated. Nên là em hy vọng rằng với những thay đổi, với những sự cố gắng truyền tải từ phía công ty, từ phía em về đầu tư về phần là cố gắng để cho quý thầy cô mang lại những cái kiến thức bổ ích nhất, thì mong quý thầy cô tương tác giúp em. Tức là khi em hỏi câu hỏi thì mình đóng vai là học sinh, mình giải đò mình trả lời sai cũng được, miễn là mình có trả lời. Và em Liên sẽ ghi chú lại, take notes lại những cái phần đó để mình có thể giống như là mình tham gia vào cái gì thì mình sẽ nhớ cái đó được lâu hơn. Và mình không cần phải xem lại audio video, bởi vì mình đã trả lời câu hỏi rồi thì kiểu gì mình cũng phải nhớ câu hỏi đó. Ok, ready? Are you ready, teachers? Are you ready for a demo class? Please type in the chat box.
I would just want to see your face to see whether you are ready for demo class or not. Ready. Yeah, thank you, Miss Thu Trang. Yeah, ready. That's cool. Yeah, before we start, teacher would like to drink a little bit of water. Yeah, ready. Yeah, awesome. There are a lot of response here. Vâng, chào cô Tươi cười tươi quá. Yeah, that's a lot of teachers. Yeah, thank you. Yeah. All right, ready. Let's get started with the demo class. Okay, so to teach this lesson, I will use ActiveTeach and the slideshow. So I'd like to share my screen. Okay. So, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu dạy tiết học này thì trước tiên mình chắc chắn là phải mở slideshow ra nè. ActiveTeach, okay, sorry. Here, slideshow here is already here. Okay, so lesson 2. Bây giờ cô sẽ nhìn thấy sơ lược về slideshow PowerPoint của tiết học này. Thứ nhất là mình có trang sách, mình nhìn các mục từ 1 đến mục 6 rồi. Mình biết phần nào là phần cần giảng lược rồi. Thông qua cái lesson plan, thông qua cái phân tích target, thông qua lesson plan thì mình đọc vào lesson plan thì mình sẽ thấy rằng là đã giảng lược bớt phần số 6, exercise 6 rồi. Phần này. Và mình sử dụng phần mềm ActiveTeach. Ở đây mình thoát ra mình sẽ thấy unit 2. It's delicious rồi, bật sẵn luôn. Okay. And then let's get in the class. Okay. Now stop share. Hello, hello. Hello, hello. Teacher. Hello, yeah. You're such a nice student. Thank you. So let's get started with the first one. Let's come to the warm-up activity. Okay. So this game, do you want to play a game, everyone? You can turn on your mic. Yeah, you can turn on your mic if you are in a quiet place. Okay. So unit 2 is delicious. Today we learn about vocabulary. But before we start, let's play a game. This game named Hot Seat. So I will put you into 4 groups or 3 groups, depends on your classes. And I choose one student from each group. Sit in front of you and back to the board. Let's look at the picture here. He is the hot seat guy, right? You see, look at the boy here, handsome, right? So cute. He is the hot seat guy, and I will write a word on a board. You can look at it, but he cannot look at it. So you will try to, we have three options. You can ask your student to define the word. Define the word, or say, this is your mother's husband, dad. Or you can ask them to give examples or make the word. So I suggest you to use the simple one because this is just unit 2. Your student is kind of fresh new, right? So you use the make the word to play this game. So now I will make the word, and if you can guess the word, you win. Vậy thì trong lớp học mình sẽ gọi 4 học sinh lên hoặc 3 học sinh của, nếu mình ngồi 3 dãy thì mình có thể gọi 3 học sinh của 3 đội lên và viết từ trên bảng cho các bạn ở dưới mic là mấp máy môi theo để cho bạn đó đoán, bạn nào đoán được trước thì bạn đó thắng. Tuy nhiên nếu mình phải học online, nếu hiện tại bây giờ em Khánh đang dạy online với quý thầy cô thì mình sẽ làm hình thức là mic the word như thế nào. So stop share. Look at my mouth everyone. I will mic the word and you will guess, okay? And then you will type the word in the chat box if you know what is it. Okay, ready? Everybody ready? Yes. Okay, cool. Now, the first word will be yeah, very good. Very good. Awesome. Wow. Amazing. Yeah. So, and then I will call someone to repeat the word. Everybody, what is it? Family. Family. Good job. 1 point for you. Family. A lot of correct answers here. Next turn, I will send the word to another student. Send to another student. Okay. I will send it to Miss Lien, right? And then everybody, I will send the word secretly to Miss Lien.
Miss Liên, you will read the word and you will mime the word. Everybody guess, okay? Okay, Liên, go. Look at Miss Liên. You see Miss Liên? La la. Yeah. Yeah. Yeah, let's get it. What is it, everyone? Don't. Hush! Don't make the sounds, okay? Yeah, I got it. Yeah, someone got it. Someone get it, right? Okay, so that's the game, right? Bởi vì mình trong lớp học thì mình dễ dàng gọi học sinh 4, 5 bạn học sinh lên. Nhưng mà trong trường hợp gọi là tương tác này thì mình không thể nào gọi được. Mình sẽ chọn, mình sẽ gửi. Hiện tại em Khánh vừa mới gửi một tin nhắn riêng đối với em Liên là daughter. Vậy thì em Liên sẽ catch được cái thông tin đó và describe, okay? Và nó rất quan trọng trong việc mime the word là học sinh nhìn thấy khẩu hình miệng. Okay, so next one, I will choose someone else. Okay, let me see someone's camera. Quý thầy cô nào có thể show? À, vâng, mời cô Phương nha, cô Đồng Thị Phương nha. Vâng, cô quý thầy cô có nhìn thấy màn hình của cô Đồng Thị Phương không ạ? Rồi, em Khánh sẽ gửi một từ cho cô Phương nha. Okay. Rồi, cô Phương nhận được tin nhắn của em chưa? Cô Phương mime the word, yeah. Okay. Yeah, please mime the word. Cô Phương show camera và mình gọi là mấp máy môi theo từ đó đấy, để quý thầy cô khác có thể đoán ạ. À, yeah, cô Phương đang làm rồi đấy. Maybe I can't see. Yeah, please do it again. Yeah. Mình à, cố gắng khi mà mình làm cái này á, mình sẽ đưa sát mình vào camera hơn. Yeah, move the mouth clearly. Yeah. Mình cố gắng mình là mở miệng to hơn một chút, bình thường một chút. Yeah. Yeah, again please. Yeah. Mother. Mother. It's not mother, right? Not mother. Yeah, again. Father. No, it's not father. Yeah, the game looks like more engaging. Nó càng khó càng vui ạ. Cô Phương làm lại đi ạ. Cô Phương cứ làm đi ạ. Vâng, càng ngày cô Phương làm càng rõ hơn một chút rồi đấy ạ. Cái phần này mà đưa cho học sinh là thôi over excited. Mình đảm bảo quý thầy cô nhìn thấy vì học sinh vui lắm. Mother, no. Bạn không thấy gì ạ? Vâng, cô Vương càng ngày làm càng rõ hơn rồi đấy. Mình cố gắng mình thử đi, rất là nhiều cái option khác nhau. Mình tha hồ mình bấm trên chat box mà đúng thì được điểm mà sai là không trừ điểm, nên là mình không phải brother đâu ạ. Mình cứ có bao nhiêu thành viên trong gia đình, mình cứ đánh hết lên đi. No, it's not father. That's not father. Not uncle. Aunt. Cousin, no. Không thấy hình của Phương ạ. À. Em Khánh đang ping, đang ghim hình của Phương lên trên ấy rồi đấy ạ. À. Cô Đồng Thị Phương đấy ạ. À. Cô Đồng Thị Phương đấy ạ. À. Không thấy ạ. À. Vâng. À, trong một lớp học thật thì mình thường không có nhiều học sinh như vậy, nhưng mà các con là đò, các bạn là biết nhau hết trong lớp rồi. Vâng, cô Phương trường học cơ sở Quốc Tuấn ạ. À. Rồi. Bây giờ vâng, cảm ơn cô Phương rất nhiều. Em thấy cô Phương rất là cố gắng trong việc là mime the word. Rồi, bây giờ mọi người nhìn thấy em Khánh không? Bây giờ em Khánh sẽ làm thử cái phần đó nha. Thường thì khi mình mime the word thì mình mô phỏng, mô tả hay là mình dạy phát âm cũng vậy, mình phải làm nó quá hơn bình thường một chút. Bình thường không ai nói là, nhưng mà vì mình đang chơi game nên mình phải làm quá để cho học sinh nhìn thấy khẩu hình miệng. Bây giờ em Khánh thử nha, để quý thầy cô có thể đoán được cái từ lúc nãy mà cô Phương viết không nha. Parents. Yeah, that's it. That's parents. Parents. Yeah, I see. Yeah, thank you, Miss Dang. Awesome. And yeah, parents. Parents.
parents. Okay, so you know that when your student look at your mouth shape, they can easily imitate parents. Parents. Awesome. Thank you so much. That's the point. Đó là cách mình chuyển đổi. Còn game hot seat ở trên lớp thì đảm bảo thầy cô biết cách chơi như thế nào rồi. Okay, so next one. We have, oops, sorry. I share the screen. The first game. This is the first game, the warm-up game to review the last lesson. Okay, next one. Now, let's come to the objective of the lesson today. Now, I can talk about food and drink. Awesome, right? Do you like food and drink? Yummy, yummy, right? Yes, awesome. Now, let's see. Mm-hmm. You all know about gram and kilogram, right? Gram and kilogram. You all know about this. So, gram and kilogram, what does it measure? Nó đo lường cái gì ạ? Bạn nào biết nhỉ? No, gram. Gram and kilogram, not calories. Gram and kilogram. Trọng lượng. Trọng lượng. Yeah, awesome. Thank you, Miss Mai Anh. High five. Yes, we have gram and kilogram, right? Mm-hmm. Talk about the weight. Measuring about the weight. But now, let's come to another definition. This is calories. Bây giờ mình nói về trọng lượng. For example, an apple. 385 grams. Or a small bag of crisps, 37 grams, right? That come to calories. Calories. Calories is will show you the energy. Yeah, awesome. 1 point for you. To the energy. The food will produce the energy. Đơn vị đo lường về gì ạ? Năng lượng, chính xác nha. Một bên năng lượng, yeah, thank you. Một bên là trọng lượng gram, kilogram. Một bên là năng lượng. Hai cái này có giống nhau mà. Are they the same? Yes or no? Different. Different, yeah, they're different. Let's take a look, so let's think about it. Mm-hmm. I have a question for you. We have 385 grams of apples and 37 grams of crisps, right? Which give more calories? What do you think? Type in the chat box, everyone. Which give more calories? Nói về năng lượng, vậy thì cái nào cho nhiều năng lượng hơn? Which give more calories? Please type in the chat box. Yeah, Miss Trang think is about crisps. Someone, yeah, Miss Hiền think is about apples. Yeah. Apples. Apples. Yeah. Nói về trọng lượng thì chắc chắn là 385 gram là phải hơn 37 gram rồi đúng không ạ? Chắc chắn về trọng lượng là. Nhưng how about calories? Mức năng lượng nạp vào. Okay. Which one? Crisps. Yeah, someone say crisps, someone say apple, right? Yeah. Okay. So, the answer is calories here. The weight is different, right? But in calories, those two are the same. They are the same. Yeah. 385 gram táo và 37 gram crisps nó đều cung cấp 200 calories. Calories, okay? Về năng lượng. So, now think about it. What happens if you eat 385 grams of crisps? Wow. What happened? You see, 37 gram of crisps give 200 calories. 37 gram crisps đã đưa ra 200 calories rồi. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình ăn tới 385 gram of crisps? What happened? Type in the chat box, please. You will stronger. Wow. Overweight. Too much calories. Put it way, put it on way. The doctor will know exactly. Yeah, the doctor will know exactly. Sure. Actually, obesity, obesity, awesome, very nice word, overweight, yeah. Is it good for your health if you eat 385 grams of crisps? Calorie is necessary for you, right, to have the power to work. But if there are too much calories, you will
Not good, right? Yeah, not good. You're really nice. You will gain weight bigger and bigger every day, right? You see, if you eat for a day, the people or person. Nếu mà học sinh á, tùy vào trọng lượng cơ thể mình cần bao nhiêu calories trong một ngày. Nếu các bạn ăn nhiều hơn mức đó thì các bạn sẽ mập hơn rất là nhiều, to và nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu các bạn, ví dụ như mình là một người vận động, mình rất là hay vận động, mình chơi thể thao thì mình có thể ăn nhiều hơn calories vì mình tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Còn đây mình, nếu mình chỉ ở ngày mình học xong rồi mình ngồi máy tính và mình lại ăn nhiều như vậy thì nó rất là hại cho sức khỏe. Và not only the doctor but woman, your mom, ask your mom, she knows exactly about calories. Không chỉ có bác sĩ mới biết rõ về calories đâu, những người phụ nữ, đặc biệt là những người đang ăn kiêng, just like me, your teacher, I know exactly which one cost or bring how much calorie, and be careful with that, right? Không có nghĩa ăn nhiều táo và ăn nhiều khoai tây là giống nhau đâu nha, different, okay? Got it? So about calories, mind the calories. If you want to lose weight or gain weight, okay? So interesting. Now look at the photos. Which things can you name? Aha! Look at the photos. See? I have 12 pictures here. What things can you name? Now, I will show you the activity this moment. Which things can you name? Now, look at this. What things can you name? Here. Now, number one. Please type number one. What is it? Type in the chat box. Or I will call someone. Type number one. Number one. Now, type the number and then the word. Number one, apples. Yeah, I will point the apples here. Yeah, number two. How about number two? Who can turn on the... Miss Ling, what is number two? What do you think? It's on oranges. Oranges? Okay, let me check later to see whether it's correct or not. Number three, Miss Dang, right? What is number three, Miss Dang? Eating potatoes. Potatoes, okay. Actually, we don't have any potatoes here. Choose crisps. Another word. Crisps. Yeah, crisps. Yeah, thank you. How about number four? Who can turn on the mic? Just Miss Mayan, right? Miss Mayan, what is number four? Number four. Wow, a lot of answers bacon. Here. Bacon. Okay, bacon. Let me check. Bacon. Number four, that's what you think, right? Thank you. How about number five? Crisps. Grapes, yeah, grapes. Mind the plural, everyone. Teacher, mind the plural. Grapes. Next one, number six, Miss Hien and Miss Thuy, right? Carrots, yeah, yeah. Miss Hien and Miss Thuy. What is number seven, Miss Hien and Miss Thuy? Celery. Celery. Okay, celery. Yeah, let's check. How about number eight? Butter. Yeah, everybody please type in the chat box. Yeah, I've got a lot of answers in chat box. Amazing, amazing. I love that. Next one. How about number nine? Number nine. Easy, right? Eggs. How many eggs are there? Three. Three eggs. Awesome. Number 10. Cheeseburger. Yeah, cheeseburger. How about 11? Milk. And the last one? Cola. So, we have all 12 answers here. Wow, everybody. Awesome. I see a lot of teachers submit all the answers here in the chat box. And thank you so much for reading the answers. Now, let's check. Submit answer. So with this one, you will see whether your students are doing correctly or not. Okay, submit answer. Yes, 100% correctly. Because you are teacher. Okay, yeah, 100% correctly. And you will, in case that your student make something wrong. For example, here, they choose a different word, for example. So you can show the answer to know exactly which one is correct. So everyone, please read. I will play the game, okay? With Miss Dang, right? And Miss Ling, okay? Miss Dang. Oh no,
Miss Trang and Miss Phạm, Miss Phạm Thị Thu Trang and Miss who's the name here? Miss I just see someone's faces turn on. Yeah, Miss Trang and Miss I just see where is she. Okay, so Miss Trang, Miss Ling. Okay, Miss Trang, Miss Ling. I will say the number, and you will tell me the food or the drink. Okay, ready? Yes. Okay. Yes. Now try to be fast. Okay, I will see your face. Number six. Carrots. Yeah, good, Miss Trang. 1 point. Number nine. Eggs. Good. Number nine. Very good. Number one. Apples, good. 3 and 1. Number 11. And apples. Yeah. And apples. 11. Yes. Awesome. Thank you. 2 points for you. Now, if you want to play this game, raise hand icon. Raise your hands icon. So you can ask Justin to play the games like, wow, two participants raise hand. Awesome. I know that you can play this game. Miss Hien Kui and Miss Thu Trang. Ah, Miss Thu Trang already played, right? Anyone? Miss Mayan. Yeah. Miss Hien, Miss Thuy, yeah, Miss Mayan. Awesome. Are you ready? Turn on your mic, please. Yes. Yeah, turn on your mic, please. Yes. Yeah, cool. Thank you, Miss Mayan. Yeah, okay. Now, ready? Number five. Grapes. Yeah, awesome. 1 point for you. Number 10. Cheeseburger. Good. Miss Hien. 1, 1. Number 12. Cola. Yes. 2, 1. Last one. It's about number 3. Crisps. Yeah, that's it. Thank you so much. 2 points for each of you. Awesome. Thank you so much. Trong lúc chơi trên lớp thì mình rất dễ để phân định học sinh thắng thua. Còn lúc chơi trên cái gọi là online như thế này ấy, thì mình có hai cách. Thứ nhất là mình có thể stop share the screen, hoặc là mình có gallery view, hoặc mình có thể xem là, bởi vì học sinh nào khi mà nói lên á thì cái màn hình Zoom nó sẽ thành màu xanh. Nên là quý thầy cô sẽ nhìn thấy là bên nào bắt tiếng trước để mình phân định được bạn nào là bạn nói trước. Ok. Now, you will click to listen. Ok. Click to listen to the answers. Wait a moment. Exercise. Ok. So, next one. Listen and check the answers. Try 2.1. Study the vocabulary A. Now, let's take a look at exercise 2, everyone. Here, we will add the word to the correct group in the vocabulary A. Listen and check. What is fruit, everyone? Fruit. Which one is fruit? Apples and grapes. Apple? No, here. Ah, you add one more. Nope. Here. So I will turn back to this one. Can you see the screen? Can you see the screen now? Now, here, look at here. Match the photo 1 to 12 with the word listen and check. Fruits, apple. Do you remember what number is the apple? Number 1. Number 1. Yeah, number 1 apple. And how about grapes? Number? Number 5. Okay, now let's check. Okay, listen. Try 2.1. Study the vocabulary A box. Match photos 1 to 12 with the words. Listen and check. Check. Fruit. Fruit. Apples. Number 1. Yeah, apples number 1. Everybody say apple. Say apple. Good. Next one. So you will check the key here. See, in the slideshow, we already designed it. So next one. Grapes, number 5. Grapes, number 5. Oh, sorry, yeah, number 5. Carrot. Try 2.1. Sorry, here. So you will grapes, check. Grapes, number 5. Grapes is number 5. Next one. Vegetables. Carrots, number 6. Carrots, number
Six. Yeah. Next one, celery. Number. Listen and repeat. Celery. Number 7. Okay. So, oops, sorry. You will see that you will match the photos with one. And the audio file is to let your student listen and imitate to read the word correctly. Me, myself, before starting today, I have to check for the word crisps to make sure that I pronounce it correctly. Very important. You are not a native speaker. You speak English as a second language, so you can make mistakes a lot. No problem. Yes, sometimes. But with the word that you're teaching, cheeseburger, milk, eggs, crisps, no, it's difficult. So you need to check by the audio file or by the dictionary, up to you. And let your student listen to the voice from the audio tape and then repeat the word. Okay, so this is exercise 2. And then we come to exercise 3. Add the word below to the correct categories, correct group. So let's see. We have activity with the correct group here. Add the word. So everybody, look at those words. Which one is the fruit? Which one? Apples and grapes. No, here. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, bananas. Bananas, that's it. Which one is the vegetable? Potatoes. Potatoes. Potatoes, good. Which one is meat? Chicken. Chicken. Chicken, awesome, right? Which one is drinks? Milkshake. Milkshake. Okay, and others. Remember, yogurt is not a drink. Yogurt is about others, right? What is that? Cereal. Yeah, breakfast cereal. This one, muffins. Muffins. Yeah, and biscuits. Biscuits. Now click to listen and check. Okay. Try 2.2. Add the words below to the correct group in the vocabulary A box. Listen and check. Listen and check. Fruit. Fruit. Banana. Everybody say fruit. Bananas. Awesome. Next one. Bananas. Vegetables. Vegetable. Everybody, this one carefully. Vegetables. Vegetable. Okay. Vegetable. Yeah, 3 syllables. Vegetables. Vegetable. That's it. Awesome. Potatoes. Potatoes. That's it. So you will stop, pause, and fix your student pronunciation. Okay. You can ask them to read in class, in team, or individually to check. And then this is 2 target at the same time. Check for the, like, the answers. And secondly, check the pronunciations. Okay. Show answered or submit answer. Yeah, you all correct, right? And we reset or not. So this is exercise 3. Exercise 4, class vote. Everybody, let's see the class vote. Listen to my question, okay? Here. Now, let's see. I have some questions for you. This is already done. Now, what are your favorite types of food and drink? Are they good or bad for you? What do you like? What are your favorite food and drink? Type in the chat box. What's your favorite food and drink? Are they good or bad for you, for your health? Type in the chat box, everyone. What is your favorite food or drink? To me, I like pizzas. I love pizza a lot. And is pizza good for my health? Is pizza good? Good or not good? Good or not good? What do you think? Not good, right? Yeah, pizza takes a lot of calories, that's why I'm tired of. Okay, french fries, not good? Yeah, french fries is awesome, right? I love it too, but it's not good for your health. Yeah, Miss Tu Jiang, I like smoothie. It's good for my health. Wow, healthy smoothie, awesome. What kind of smoothie do you like, Miss Jiang? Banana smoothie. Banana smoothie, super healthy, right? How about the others?
please type in the chat box what are your favorite food and drinks. Is it good or bad for your health? Please type in the chat box. In your class, you can count the point. If you don't answer my question, kind of eliminate or something, right? Yeah. So they will try to create all the games. Because you have teams. You have the score. You have, like, you know the name exactly of each student in your class. To me, I don't know exactly everyone here. And I don't know because you are now in at home, do the other stuff. So I cannot control you as your student. So try to ask them. Yeah. Miss Yimbo say hamburger and it's not good. Yeah, burger are amazing too, right? But it's not good. We have hamburger, chicken burger, or beef burger. Awesome. Yeah. I hate snack. It's not good for my health. Wow, that's good. Such a healthy one. My favorite food is milkshake. It's not good for my health. Mm-hmm. Milkshake. Milkshake sometimes. Sometimes good, sometimes sometime. Yeah. Yeah, sometimes, yeah. Okay, depends on what kind of milkshake do you drink and how much do you drink every day, right? Mm-hmm. That's good. Next one. And study the vocabulary box B. Ah, do you say the word in your language? Number one, everybody repeat after me. Breakfast. 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 Yeah, breakfast. Remember, you have break and first. First. Okay. First. Yeah. Breakfast. Breakfast. Okay. Now, what do you often have for your breakfast, Miss Ling? What do you eat for your breakfast? Noodles. Bread. Bread. So someone noodles, someone bread. Yeah. Us. Yeah, so you can say I have. Okay, so what does it mean in your language? Breakfast, everyone. How do you say the word? Bữa ăn. Sáng. Yeah, super important, right? Next one. So in the morning, you have breakfast. How about lunch? Lunch. In the? Lunch. At noon, right? At noon, you have lunch, right? A big lunch. Yeah, delicious. Lunch. What does it mean in Vietnamese? Lunch. That's it. At noon, cool. How about dinner? Dinner. When? In the afternoon. In the afternoon. Yeah, in the evening. Yeah, you have dinner. Yeah, you have dinner, right? What does it mean in your language? Yeah, yummy, right? So you have three main meals of the day. So again, in the morning, you have noodles. No. Breakfast. What is the meal? Breakfast. Yeah, in the morning. You have breakfast. How about in the evening? Dinner. Good job. How about at noon? Lunch. Awesome. Everybody look at me. Lunch. Very good. Dinner. 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 Awesome. So that's the point. Now, where and what time do you have breakfast? Where do you have your breakfast? Talk to the partner next to you in 2 minutes. Where do you have breakfast? What time do you have breakfast? Where and what time? Okay. Talk to the partner next. And then you can ask your friends, your students to talk to each other in 1 or 2 minutes. And then if they have the same answer, they can stand up and together say, we have or I have breakfast at blah, 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 where? And then what time? Okay. So, or you can have like, who has breakfast at 7 o'clock? Raise your hand. Ah, okay. Who has breakfast? So like interact after discussion. Next one. So this is, you can skip it, like now class vote. Oh no, we have the class vote, right? Okay, so now, so this is the next part. Discuss with your partner, what are the differences between mealtime in different days of the week? Because maybe when from Monday to Friday you go to school, right? So you have to wake up early
to have breakfast, so at 6:30. Or, but on Sunday, when you stay at home, what time do you have breakfast? What time do you get up on Sunday? Now, Miss Bùi Thị Linh, right? Miss Bùi Thị Linh, what time do you wake up on Sunday? What time do you wake up on Sunday? This is my question, not related to the slide. What time do you wake up on Sunday? I usually wake up at 6 o'clock. 6 o'clock, wow. So, yeah, awesome. So what time do you have breakfast on Sunday? Yeah, I usually have breakfast at 7 o'clock. Wow, such a healthy girl, right? Even though on Sunday, you're such a hardworking, right? Yeah, that's cool. How about the other? Who has breakfast at 8 o'clock on Sunday? Hands up. Who have breakfast at 8 o'clock on Sunday? Only me? Only teacher, really? Yeah, I have breakfast on Sunday. Yeah, Miss Mayan, yeah. So Miss Mayan, what time do you wake up on Sunday? I wake up at 7 o'clock. Wow, yeah. So you have, what time do you have breakfast? I have breakfast at 8 o'clock. Yeah, awesome. So thank you so much. The same with me. So we have, wow, Miss Hao Nguyen, right? 5:30 every day. That's awesome. So Miss Hao, what time do you have breakfast every day? Miss Hao Nguyen, what time do you have breakfast? Oh, 6:30. Awesome. So this is the topic. You see that the exercises in the book are the topic that give you the question to interact with your students. Like you can have the activity like group work to talk about, and they can draw the lines to have the discuss with their partner, and then stand and then ask and say, and then you can ask further open-ended questions, further questions on the topic, on what they've just said. So this is about the meal. Next, last one, you will work in pair, ask and answer the questions. For example, student A, what time? For example, I will give Miss Lin, everyone, a note like that to go across the classroom to ask their friends about three questions. Write the name of the student. Okay, what time do you have breakfast? What time is your breakfast? Write the answers. What is the typical breakfast for you? Write the answers. And do you often eat for breakfast? Yes or no, and why or why not? So they are three questions, specific questions are designed already for teachers here to have the NU activity at the end, exercise 7. Okay, so in your class, have those activity working here. And this is the end of the vocabulary lesson of the day. You see, we go through introducing the calories, right? And then give them about the name, label the name of the food and drinks. Step 3, we have, so let's take a look at the book. Yeah, so we have calories and gram, the kind of food and drink. And then they give them into different categories. Cho học sinh nhận biết được là food and drink này các con đã biết rồi nè. Sau đó chia nó thành các nhóm về fruit, drink và vegetable, food and others. Sau đó cho các con áp dụng nó vào breakfast, lunch, dinner và nói sử dụng những cái việc là ăn gì, uống gì và trong những cái bữa ăn trong một ngày. So this is the circle of vocabulary of about knowledge and use. Okay. And I'd like to give you some more like additional activity for teaching vocabulary. This is about teaching vocabulary, the targets, and next resources for teachers for teaching. The steps, right? Demo class and additional activity. You will see that we have the handout. Mọi người sẽ thấy mình có những cái handout dành cho giáo viên, những cái này thì mình có thể cho các bạn. Cái phần này là
trong cái bộ tài nguyên mà em Khánh có cung cấp, nó có handout. Cái trang này là trang dành cho Unit 2 Lesson 1 Vocabulary, thì có những cái phần được thiết kế sẵn như thế này. Thì quý thầy cô có thể in ra cái phần food and drink cards như thế này để cho các bạn cắt ra cho từng bạn một. Các bạn sẽ đưa vào category, đây là một tờ A4 chẳng hạn. Thì quý thầy cô thiết kế sẵn, ghi sẵn những cái, hoặc là ghi trên bảng mẫu để các con tự chép vào trong tờ A4 của mình. Sau đó các con cắt ra và dán vào những cái danh mục categories. Thì đó là một hoạt động trong lớp dành cho các bạn khi mà phân định. Ngoài cái việc là mình sẽ điền vào trong sách, thì mình sẽ làm những hoạt động nhóm như thế này. Nhóm nào hoàn thành xong trước đầu tiên thì sẽ giành điểm chẳng hạn. Thì các con sẽ cắt và dán vào trong những cái mục này. Thì mình chỉ cần chuẩn bị là in cái tờ giấy này ra, được thiết kế sẵn rồi, in tờ giấy này ra, chuẩn bị giấy A4, có thể là giấy A4 cứng cũng được, và cho các con chuẩn bị hồ keo để các con dán vào. Ok. Rồi, ngoài ra mình có cái handout thứ hai nằm trong cái unit này được chuẩn bị sẵn, đó là making survey. Quý thầy cô sẽ thấy this is the activity at the end. You can ask your student find three friends and ask. Cái này là optional nha. Cái này em Khánh chỉ suggest thêm nếu quý thầy cô có thời gian, hoặc là mình có thể biến chuyển hoạt động này cho những cái hoạt động tiếp vocabulary khác. Find three friends and ask what do you have for. Bây giờ là tức là mình hỏi các bạn là mình sẽ viết cái phần interviewer tên của mình là gì. Sau đó mình hỏi là bạn nào. Tên, ví dụ mình hỏi ba bạn, cô cho bạn là phải limit là ba bạn, thì bạn mình hỏi bạn Liên, mình hỏi bạn Nga, mình hỏi bạn Thu, cho mình viết tên vào, viết vào câu trả lời của bạn đây. Khi bạn nào hoàn thành hết cả ba bạn này, write the answers in the paper and bring it to the teacher when you finish them. Ok, making survey. Hoặc là mình có thể tạo thành một cái bảng như thế này, gọi là thiết kế một cái bảng interviewer, chỉ cần điền tên học sinh, breakfast ăn gì, lunch gì và dinner là gì. Hoặc mình có thể quy định thêm là phải là một đồ ăn và một thức uống, thì các con sẽ ghi cái gì vào trong cái mục này. Thì mình tùy mình making survey thì bằng bất kỳ hình thức nào, miễn là hoạt động cuối cùng là hoạt động speaking activity. And they can ask the person next to them, or they can ask people in their groups, or they can stand up, go around and ask everybody else. Okay. Now, additional. Ngoài ra còn những cái công cụ ứng dụng khác dành cho việc dạy vocabulary, ví dụ như word word. Quý thầy cô nào đã biết công cụ word word chưa? Về matching. Rồi em Khánh sẽ, mình sẽ làm thử một cái nha, word word nha. Rồi quý thầy cô chuẩn bị sẵn máy tính nha, máy điện thoại giúp em nè, cái nối internet nè. Mình sẽ chơi thử một phần word word. Ok, let me see. Rồi quý thầy cô sẵn sàng máy tính chưa em chưa? Rồi my activity ở đây. Đây em Khánh sẽ gửi link để quý thầy cô có thể tham gia vào phần này. Mình sẽ nối từ, sorry, enter name leaderboard, không cho bắt đầu lại nha, start again. Rồi em Khánh copy cái link này vào trong group, trong một chat box của mình. Quý thầy cô truy cập vào trong một chat, trong cái link này và bắt đầu chơi nha. Hoặc là mình sẽ chơi chung ở đây, hoặc là mình bên mình có thể present nó trên lớp để cho các bạn cùng chơi, hoặc là mình có thể cho các bạn tự chơi riêng trên máy cá nhân của mình. Đây. Rồi, ví dụ em Khánh chơi thử thì quý thầy cô có thể xem nha. Rồi, ở đây. Mình khi mình bắt đầu start này, cái này là giáo viên đã chuẩn bị trước, tức là em Khánh đã design cái bài tập này trước rồi. Khi mình bấm vào nút start đây, mình phóng to to màn hình nè. Quý thầy cô nhìn thấy đúng không ạ? Start nè. Rồi, đây là những từ vựng trong phần 12 từ vựng trong cái phần unit lúc nãy. Thì bây giờ hình ảnh này hiện ra thì các con sẽ chọn orange juice. Phần này sẽ đếm thời gian, tức là bao nhiêu thời gian để học sinh hoàn thành. Quý thầy cô có đang chơi mà. Ví dụ cái này, ví dụ mình bấm sai nha, bấm thử sai. Nó sẽ không được. Rồi, sai. Thì chút nữa nó sẽ quay lại. Cái nào các con làm sai thì chút nữa nó sẽ quay lại. À, đúng rồi, tiếp theo. Hoặc là mình có thể tương tác bằng cách là cho các con bật mic trả lời, cô là người tương tác, hoặc là trao quyền cho các bạn tự chơi. Đó. Thì đây là nó đếm thời gian này, bạn nào mà hoàn thành xong trước thì bạn đó thắng. Bacon nè, đó. Quý thầy cô có đang chơi được không ạ? Cola nè. Rồi. No. Rồi, cái nào mà làm sai nó sẽ chạy qua, chút nữa sẽ quay lại và nó sẽ tính thời gian nếu như mình hoàn thành toàn bộ những cái phần này. Rồi, quý thầy cô nhìn thấy trò chơi nào không? Rồi, crips. Từ nào làm sai là chút nữa nó sẽ quay lại nha. Carrots. Rồi. Right.
Đây cũng là phiên bản miễn phí. Hiện tại Khánh đang dùng phiên bản miễn phí của WordWord. Rồi, butter. Rồi, cái từ này lúc nãy em làm sai nè. Cuối giờ nó sẽ quay lại. Vì chủ yếu nó muốn đếm thời gian, cheeseburger. Rồi, sau khi chơi xong, tức là khi mình gửi cho học sinh link này, thì học sinh cũng sẽ chơi thì giống hệt như mình đang chơi như thế này. Và leaderboard, đây, mình sẽ xem, mình sẽ bấm tên của mình, học sinh đó. Học sinh khi chơi xong sẽ bấm tên của học sinh vào đây và xem thử là có hiện tại chỉ có một mình em Khánh chơi thôi, nhập tên vào đây thì mình đang là người đứng đầu. Thì sau đó khi mọi người ví dụ quý thầy cô muốn chơi thì hình thức là gửi cái hình này cho học sinh, để học sinh gửi cái link này cho học sinh tự chơi, thì nó sẽ thống kê vào đây my activity, sorry my result, thì sẽ gửi kết quả về cho giáo viên. Đây có 8 người chơi nè, lúc nãy quý thầy cô có chơi nè, thì 8 người chơi đó là 8 người đã hoàn thành, 9 người, tổng cộng 9 thầy cô đã chơi cái trò chơi này rồi. Trong lúc em Khánh mới vừa gửi link cho quý thầy cô thì có 9 thầy cô chơi trò chơi này rồi. Thì Miss Linh là người thứ nhất, gọi là scored 12 điểm và mất thời gian là chỉ 1 phút 16 giây là cô Linh đã hoàn thành toàn bộ rồi. Thì mình có thể thống kê học sinh như thế này. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy đây, đây là số người trả lời đúng và số người trả lời sai. Và đây là những cái học sinh đã hoàn thành. Và đây là leaderboard, tức là những này show more, toàn bộ học sinh đã chơi xong. Tên của học sinh thì trong lớp thì quý thầy cô có thể cho học sinh là phải nhập đúng tên của mình sau khi làm để cô kiểm tra được là hoặc là một hoạt động activity hoặc là một hoạt động kiểm tra nhanh interact ở trong lớp. Đó là về gọi là okay. Do you like this game word word? Rồi phần thiết kế này cũng rất là nhanh. Những cái phần mềm mà em Khánh giới thiệu như là như lúc nãy Kahoot này là giao diện nó có sẵn, mình chỉ cần nhập thông tin vào là nó automatically chuyển lên thành giao diện cho mình chơi được rồi. Tiếp theo một công cụ khác là sorting about classroom. Đây phần này đã có link sẵn ở đây thì em Khánh sẽ demo luôn ở đây luôn, mình sẽ không làm mà đây classroom vortex đây. Thì khi mà em Khánh có link, thì khi em Khánh gửi link thì quý thầy cô sẽ học sinh cũng sẽ trải nghiệm giống như những gì mình đang thấy ở đây. Đây là phiên bản miễn phí nên là nó đang có quảng cáo, nhưng mà nó gọi là quảng cáo thì cũng không sao, vì quảng cáo của nó cũng không có gì gọi là bậy bạ, nên là mình cứ để phiên bản quảng cáo này cũng được. Ok rồi, đây là free nha, phiên bản free thì mình sẽ có sorting cũng là về vocabulary đó. Thì cách chơi cái này là mình sẽ phân định những cái này ra thành 4 categories khác nhau. Là giống nãy mình có cái hoạt động đó. Rồi orange juice thì học sinh sẽ đưa vào đây. X thì là gì? Ví dụ mình làm sai thì nó sẽ không được, không hiện. Mình sẽ làm đúng vào cái phần này. Cô Hạnh ơi, chia sẻ là share lại màn hình á. Rồi đó, trời ơi đó. Cảm ơn đã nhắc nhở. Đây, hồi nãy giờ mình đang làm gì? Ok, đây là vortex của categories của class 2 phiên bản này. Thì em Khánh, mình là giáo viên, mình tạo xong cái class 2 này rồi thì mình gửi cái link này cho học sinh. Đây là cái link đây. Thì học sinh xin click vào thì học sinh sẽ chơi trải nghiệm giống như hiện tại mình đang chơi đây. Chicken là meat. Thì cô sẽ nhìn thấy nó hiện ra một từ ở giữa. Đưa vào đúng. Nếu mình đưa sai, ví dụ mình đưa vào đây sai thì nó sẽ không biến mất mà sẽ đưa đúng, và nó đang tính thời gian. Bây giờ cô nhìn thấy này, nó tính thời gian này. Tức là cũng tương tự như lúc nãy, bạn nào làm nhanh hơn thì bạn đó thắng. Bacon. Crips được 11/12 rồi nha. 11/12 butter không đúng. Other color là drinks. Vâng, và sau đó mình cũng sẽ để tên của mình vào đó, học sinh cũng như vậy để tên mình, và leaderboard này cũng là giáo viên sẽ là người nhìn thấy bao nhiêu thời gian học sinh sẽ làm được xong cái bài đó. Ok, so this is about. Yeah, Miss Trang, do you have any questions? Cô có thể hướng dẫn chúng em cách tạo một cái phần mềm ở trên Classroom hoặc là Word không ạ? Rồi, rồi hiện tại thì là mình đã có, tức là bởi vì để mà hướng dẫn kỹ thuật thì nó rất là lâu, mình chỉ hướng dẫn cái việc là quý thầy cô áp dụng vào lớp học như thế nào. Còn hướng dẫn kỹ thuật thì em Khánh có làm video trên YouTube về hướng dẫn cách tạo Class Word cũng như cách tạo bên Class 2 đó. Nên là em Khánh sẽ gửi link cho quý thầy cô trong group Zalo của mình, là kênh YouTube mà em Khánh đã có làm video hướng dẫn trong những cái cách sử dụng hai công cụ này vào việc dạy như thế nào trong phần vocabulary. Vâng, chút nữa em Khánh sẽ gửi liền cho em xin cái đường link của cái vâng sẽ có rồi ạ.
Được, được. Có. Classroom và workwear đều có hướng dẫn sử dụng hết rồi. À, cách trong có cái tình hình dịch bệnh kéo dài này nên chúng em rất cần hỗ trợ những cái dạ, vâng. phần mềm như này. Dạ vâng vâng, cái hiện tại là cái phần những cái phần mềm này đều có mắc phí, tốn phí nếu như mình đăng ký, nhưng mà nó cũng rẻ thôi. Nhưng mà thực sự là để sử dụng miễn phí cũng được, nên là hiện tại những cái này mình vẫn chưa mua đâu. Toàn bộ là những cái này quý thầy cô nhìn thấy đều là free hết, nên là mình sẽ chỉ cần đẩy thông tin lên là nó sẽ đưa ra giao diện thiết kế rất nhanh, và mình có thể đổi thông tin. Ví dụ như mình dạy xong unit 1 rồi, mình qua unit 2 mình cần cái khác thì mình edit content là mình đổi được thành rồi, nên là mình có thể sử dụng rất là tiện. Vâng, có, đó là những cái câu hỏi đang ngay trong giờ giải lao. Em Khánh sẽ gửi link để quý thầy cô xem video, hoặc là để đó xem sau cũng được, về cách thiết kế những cái này. Thì thật sự những hoạt động này mình sử dụng trong lớp học offline vẫn được, trên lớp học trực tiếp vẫn được. Mình cho học sinh chơi theo kiểu là chạy lên move vào, hoặc là bạn đó đọc cái nào thì cô sẽ đưa vào cái đó. Thì nó nhìn nó, mọi người thấy cái giao diện của nó kiểu như là nó rất là technology, học sinh rất là thích những cái hoạt động đó. Nên là kể cả online mình cũng dùng được, mà offline mình cũng dùng được bình thường. Vâng. Vâng rồi, quý thầy cô có câu hỏi gì về phần dạy từ vựng nữa không ạ? I have questions for you. Yes. Okay. I meet difficulty in teaching unit one people and people. Yes. Can you help me to show up the page 10? Yeah. What is your problem here? The content is so lengthy. It's so what? The content and the text. I meet difficulty in handle all or cover all the text in the okay. in the lesson because the limited time. Okay. Yeah, I got it. So you can see this. Mm-hmm. Yeah. So that's why I asked you to like eliminate. Đó là lý do tại sao mình có hướng dẫn các cô là về việc là eliminate bớt, gọi là eliminate bớt những cái nội dung trong sách. Và ngay đầu tiên mình có nói về cái target của vocabulary của tiết học thứ nhất, là mình sẽ thấy là mình sẽ dạy các con về family members. Là mình có 1, 2, 3 là chính. Thì mình tập trung vào 1, 2, 3. Phần 4 mình có thể skip, hoàn toàn skip qua vẫn được cô nha. Mình bắt đầu từ phần 5. Phần 5, phần 6 và phần 7. Thì mình sẽ có, thứ nhất là mình có về gì nhỉ? Về personalities. Mục đích của nó là vẫn tập trung vào family và nationalities. Thì thầy cô chỉ cần đảm bảo sau tiết học này học sinh nhớ được từ vựng về gia đình và quốc tịch. Lý do tại sao hôm nay mình không demo tiết học số 1 là bởi vì những cái phần tập huấn trước là mình đã dùng tiết học số 1 rất nhiều rồi, có rất nhiều tài nguyên ở trên YouTube này kia về tiết học số 1. Đó là mình, cô tập trung giúp mình là về phần 1 2 3, bài tập 1 2 3, phân định về những thành viên trong gia đình, male hoặc female, và những quốc tịch, và tập trung khai thác vào cái target này, tức là cái bài đọc này, những nội dung thực hiện trong bài đọc này. Ngoài ra, những cái như là 4 và thậm chí là phần 5 là về eye, hair, general appearance này, thì nó những cái từ vựng nó rất là đơn giản. Nên quý thầy cô chỉ cần lướt qua và tập trung vào phần đó, phần 7, phần 6 và phần 7. Ok, nên là mình lược, có quyền lược bớt trong cái phần lesson plan mẫu của 1.1 chút nữa em Khánh, trong cái đường link Google Drive cũng có. Cô sẽ nhìn thấy rằng là cách tiến hành bài dạy thực tế theo thông tư mới nhất là nó có những bước như thế nào, nó đã lược bỏ được rất nhiều rồi. Nên cô không cần thiết là phải 100% đảm bảo học sinh là phần nào mình cũng dạy kỹ. Mình không thể nào cover được toàn bộ mọi việc kỹ, đặc biệt là trong tình hình là trong lớp của mình có nhiều học sinh có những trình độ khác nhau. Thì cô không cần phải gọi là áp lực ở việc là toàn bộ học sinh là phải hiểu được toàn bộ những cái phần nội dung này. Mình có thể giản lược được. Đó là cho phép và được phép. Vâng. Cô Thu Trang có bất kỳ những cái sự thắc mắc gì nữa thì sau khi xem qua lesson plan của unit 1.1 thì em Khánh sẽ hỗ trợ thêm trong một inbox riêng, trong phần Zalo. Ok, đó, trong phần Zalo. Vâng, cảm ơn cô. Thank you so much. Yes, mình cũng là một thành viên trong group Zalo của quý thầy cô có thể kết bạn, và sau này nếu mà có vấn đề gì thì mình có thể liên hệ. Em không hứa là sẽ trả lời ngay, nhưng mà sẽ trả lời khi nhận được tin nhắn của quý thầy cô. Vâng, cảm ơn cô. Hiện tại quý thầy cô nào còn câu hỏi gì về phần khai thác, phần hỗ trợ sử dụng và dạy từ vựng không ạ? Rồi, không thì mình sẽ có giải lao 15 phút từ 8 giờ, hiện tại là 10 giờ 18 cho đến 10 giờ 30 nha. 32 chẳng hạn. Đó thì mình sẽ quay lại với phần dạy grammar. Vâng, cảm ơn và xin chào quý thầy cô. Quý thầy cô có bất kỳ câu hỏi gì cứ gõ vào một chat box nha, hoặc là trong group Zalo. Và em Khánh sẽ gửi lại cái phần mà
hướng dẫn sử dụng dạy hướng dẫn sử dụng tạo những cái công cụ như là Classroom hoặc là Workword. Chào quý thầy cô, hẹn gặp lại trong vòng 15 phút nữa. Vâng. Cô hướng dẫn lại phần edit trò chơi. Vâng. Phần edit trò chơi về phần kỹ thuật á là em Khánh có làm video rồi, nên là em Khánh sẽ gửi video quý thầy cô có thể xem trực tiếp đó luôn, chứ để mà hướng dẫn về một phần mềm nó lâu lắm. Đó, nên là mình hiện tại trong thời lượng của cái buổi sáng hôm nay em chỉ Khánh giới thiệu là ứng dụng như thế nào trong sách lớp 6 English Discovery, mình ứng dụng những phần nào. Còn cách tạo thì nó dễ lắm, đơn giản lắm, mà đặc biệt mình là giáo viên tiếng Anh nữa, chỉ cần đưa cái đề thôi là mình làm được hết, nếu phần mềm toàn bộ bằng tiếng Anh hết. Vâng, cảm ơn cô, hẹn gặp lại trong 15 phút nữa nha, xin chào. Center Classroom, tức là mình sẽ cho các con làm việc nhóm thật nhiều và thiết kế hoạt động nhóm làm sao để những bạn mà học giỏi có thể giúp đỡ và kèm cặp những bạn học yếu. Ví dụ như là cái việc là luôn luôn khuyến khích học sinh gọi là brainstorming hoặc memorizing ngay đầu giờ. Vậy thì mình sẽ chia nhóm để các bạn brainstorming và present cái ý tưởng của bạn đó theo hình thức là nhóm. Thì mình sẽ có những bạn học tốt hơn sẽ có vai trò là giúp đỡ, bởi vì để mà nói mà dạy á, từ vựng chẳng hạn đi, mình có 12 từ vựng thì đối với những bạn học giỏi, học có kiến thức tốt hơn thì mình nói đâu 5 phút là các bạn nhớ rồi, bởi vì các bạn biết rồi. Còn những bạn mà yếu mà để mà dạy được 12 từ vựng là thuộc dạng gọi là lên bờ xuống ruộng luôn, dọc học cả ngày cũng chưa xong. Bởi vì là thứ nhất là khi mà các con đã lên tới cái độ tuổi lớp 6 rồi mà để mà mở bây giờ mới bắt đầu gọi là tiếp thu một ngôn ngữ mới thì nó rất là khó. Nên mình cũng không cần phải đặt nặng cái vấn đề là mình phải giảng bao nhiêu lần để học sinh đó hiểu. Mình sẽ tổ chức các hoạt động nhóm, khuyến khích các bạn học giỏi kèm cặp những bạn học yếu, để mình, ví dụ như mình có thể những cái hoạt động như là đội nhóm sẽ thảo luận, và sau đó trong phần trả lời mình sẽ hỏi gọi một bạn bất kỳ trong nhóm và lấy điểm cho cả đội. Vậy thì trong giờ hoạt động nhóm đó, những bạn học tốt hơn phải có nhiệm vụ kèm cặp và phổ biến kiến thức thật nhanh cho những bạn kia.
Và khi mình chia đội, chia nhóm làm hoạt động thì mình khuyến khích và tập trung chú ý của bạn đó hơn. Chứ còn để mà đảm bảo được 100% là làm sao để mấy thì mình trong một 45 giờ tiết, 45 phút của một tiết học cũng như ba mấy tiết trong một tuần thì mình đó là impossible. Và mình sẽ phải tạo động lực qua trò chơi, qua hoạt động này, hoạt động kia và trong những cái hoạt động nhóm để các bạn tự học hỏi và khuyến khích lẫn nhau. Rồi về phần grammar. Phần grammar của English Discovery là một phần rất là hay mà quý thầy cô, nếu mà quý thầy cô đã từng tham khảo hoặc là xem qua thì mình sẽ thấy được những phần này. Em Khánh sẽ giới thiệu qua về phần tiếp theo, đó là phần dạy ngữ pháp. Vậy thì trong phần dạy ngữ pháp này em Khánh sẽ đi qua 4 điểm chính. Thứ nhất là phần grammar English Discovery 6. The target in teaching grammar, xác định mục tiêu dạy grammar. Demo lesson 2.2, there is và there are. Và cuối cùng là phần extra activity for grammar. Phần grammar trong sách này cũng là theo trình tự một unit. Thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy grammar, 2 điểm grammar chính nằm ở tiết số 2 và tiết số 4. Và cuối cùng là mình sẽ có phần English in use ở trong một số unit là 2, 4, 6, 8, 10. Tức là những unit chẳng thì mình sẽ có luôn một cái phần English in use nhỏ, là nó phần một điểm ngữ pháp nhỏ nữa bổ trợ cho cái phần topic này. Và lý do tại sao em Khánh nói phần grammar của English Discovery 26 là phần hay, bởi vì tất cả những điểm grammar xuất hiện trong sách nó phục vụ và liên quan trực tiếp đến chủ đề đó. Nó không phải là cái gì mới và tách biệt hết. Nó liên quan trực tiếp và nó gói gọn trong cái target của unit đó. Lý do tại sao mình nói như vậy? Ví dụ như phần unit 1, quý thầy cô sẽ nhìn thấy mình có tiết là topic là people are people, nói về người. Vậy thì hai điểm ngữ pháp của nó là nói về can for ability, tức là can nhưng chỉ nói về khả năng người nào đó có thể làm gì hoặc không thể làm gì, tức là phục vụ cho mô tả người. Đến tiết grammar số 4, unit 4 thì nó nói về have got for like belonging, tức là sử dụng have got để nói người nào đó có những gì. Vậy thì trong tiết học grammar đó, tất cả những phần, thứ nhất là ngữ liệu đầu vào input, nó đều nói về, đưa ra những ví dụ về người nào đó có những gì. Phần giải thích grammar cũng đưa ra ví dụ trong đó. Và những cái phần luyện tập cũng như phần and you sau đó, nó đều là nói về can for ability và have got for possession, sở hữu, chứ không đi ra lan man. Ví dụ mình có thể sử dụng have got cho những trường hợp khác, nhưng ở đây tất cả những điều đó nó chỉ xoay quanh một mục tiêu là target, là nói người nào đó có những gì. Chúng ta không nói là chiếc xe ô tô này có những gì, những gì, những gì. Chúng ta nói đúng vào mục đích là, hay là không, chúng ta không nói về việc là thành phố của chúng tôi có những gì, mà là người nào đó có những gì. Đó là target. Và nó xoay quanh như vậy. Tất cả những điểm grammar trong bộ sách English Discovery 6 nó đều liên quan đến unit. Chứ là không phải mình nói là à vì unit 1 mình học simple present thì unit 2 mình học present continuous, không phải. Tức là nó liên quan tới việc là topic đó học gì, chủ đề đó cần điểm ngữ pháp gì để các con có thể nói được, có thể viết được, thì nó xoay đúng mục tiêu đó thôi. Nên là đó là lý do tại sao về phần target of teaching grammar rất là quan trọng về phần xác định mục tiêu. Thứ nhất là phần English Discovery dạy grammar theo đường lối là inductive approach, phương pháp tiếp cận theo hướng là mình sẽ đưa ra input knowledge, kiến thức này, sau đó các con sẽ từ cái example, the concept đó, các con sẽ rút ra được là structure, và sau structure rồi mình mới có practice, và sau đó mình có produce at the end. Vậy thì để cho một tiết học grammar diễn ra hiệu quả và vui, thường thì nói tới grammar bạn nào cũng chán. Thầy cô cũng thấy là grammar is not only about exercises, nhưng mà mình phải thay đổi ở chỗ là grammar không phải chỉ có làm bài tập, và không phải chỉ có là những cái hoạt động riêng lẻ về exercises personalized. Mình sẽ có những hoạt động về luyện tập và games, interactive activities for grammar. Và mình sẽ có biến tiết học grammar thành meaningful. Meaningful ở chỗ là nó bắt đầu bằng figure out in context, bắt đầu bằng những ví dụ thực tế và kết thúc bằng những ví dụ thực tế. Meaningful nằm ở chỗ đó. Thứ hai là mình sẽ có interactive, những hoạt động về group work và pair work. Thì trong sách giáo viên cũng như trong giáo án của English Discovery đều có những hoạt động về grammar, luyện tập grammar theo hình thức là theo nhóm và theo cặp. Và mình có những cái games and activities about grammar teaching.
Tiếp theo mình sẽ có grammar biến nó sao? Link and recycle. Nó phải liên quan thực tế tới bản thân của học sinh, liên quan thực tế đến topic mà các con đang học trong suốt một khoảng period of time, một cái khoảng thời gian của một unit đó. Và mình có recycle, sử dụng bằng speaking activity hay là and you personalize. Quý thầy cô có hỏi là ừ vậy thì học sinh mình yếu thì làm sao các con có thể nói được những hoạt động về personalize và and you. Thực sự những cái phần mà and you nó là một phần đã structuring, tức là đã có cấu trúc sẵn. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy lúc nãy em có show một cái and you về cái gì nhỉ, về vocabulary, hỏi là do you like to eat phở, why and why not, tức là nó có phần structure cho các con. Tức là có một câu hỏi cụ thể luôn cho các bạn đọc lên câu hỏi đó hoặc là keyword để các con hỏi đúng câu hỏi đó và mình đưa luôn structure của câu trả lời. Bởi vì mục tiêu của phần and you là các con nói được. Mình không cần thiết các bạn phải nói cái gì sâu xa hay là phải tự create dialogue hay là gì đó. Nó rất là khó đối với học sinh. Vậy thì mình chỉ cho các con nói đúng những gì đã xuất hiện trong sách và theo đúng cái mẫu câu đó thôi. Mình sẽ fix và mình sẽ build up chỉ là phần này cho con thấy là nó có liên quan đến đời sống và mình có thể làm được phần này. And you personalize the student. Những học sinh giỏi hơn thì mình khuyến khích các con sáng tạo thêm hay là hỏi nhanh hơn, ép ngữ điệu vào nhiều hơn. Còn những bạn khác thì mình cứ cho con luyện tập dần 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 theo đúng những gì có sẵn được viết ra ở trong sách. Và phần I can statement này nó xác định mục tiêu của việc dạy grammar cho từng tiết học. Cũng giống như vocabulary, cũng giống như những cái phần khác. Thì phần grammar này nó có I can, you can to talk about abilities. Đây là ví dụ của phần unit 1. Là tôi có thể sử dụng can để nói về khả năng của một người. Vậy thì mình sẽ có remember the structure. Mình phải nhớ cho học sinh thứ nhất là phải nhớ được cái can là phải cộng với gì. Thì nó có structure trong grammar chắc chắn rồi. Và mình phải apply and use it in describing people. Tức là mình chỉ là I can và sử dụng để nói về, mô tả về khả năng của người nào đó làm gì. Bây giờ cô sẽ nhìn thấy những cái trang sách này nó có. Ví dụ trong phần lead in của phần I can này thì nó có ví dụ về Phương Anh nè. Ví dụ những vận động viên có thể nín thở trong bao nhiêu lâu đó dưới nước hay là có thể nhảy trên một cái xe lăn thì đó là nói về can capability của một người. Phần structure cũng như vậy. Cũng nói về cái đoạn đó. Và phần output, phần bài tập luyện tập thì nó cũng đưa ra những ví dụ như là Beyoncé Trấn Thành, MC Trấn Thành hay là những cái người nào đó có thể làm gì đó trong cuộc sống thật. Thì đó, apply and use it. Rồi, tiếp theo mình sẽ thấy ví dụ như unit 2 thì mình có một điểm grammar mà em Khánh sắp sửa trình bày sắp tới đây thì nó sẽ là there is và there are. Về there is, there are thì học sinh cấp 1 cũng học rồi. Có cái gì không? Gì thường các bạn cấp 1 thì bạn hay nói thật kìa là there is a book on the table. There are two pencils next to the sofa, for example. So there is and there are. Và có rất nhiều trường hợp there is và there are dùng để miêu tả tranh. Ví dụ như là there is a tree in the picture. There are two dogs running around the gì đó. Rất nhiều. Nhưng ở đây mình sẽ thấy cái target của cái grammar điểm này nó chỉ nằm ở chỗ thứ nhất là there is và there are. Trong trường hợp khẳng định, phủ định và nghi vấn. Và nó nói về talk about places to eat. Chỉ dùng there is và there are để nói về những cái nơi mà địa điểm ăn uống. Vậy thì mình tập trung đúng vào cái này. Trong tất cả những phần bài tập, những phần ví dụ, phần gì đó, cứ luyện tới luyện lui phần này thôi. Bây giờ cô không cần phải nêu ra sao. Mình có thể đưa ra những cái worksheet. Mình có thể đưa ra những cái về bài tập riêng ngoài về để các con luyện tập cấu trúc there is, there are. Nhưng mình có thể set nó làm homework hoặc là practice. Tùy các bạn. Nhưng mà đối với những bạn mà học yếu hay những bạn mà gọi là chậm hơn thì mình tập trung đúng vào việc là tập trung cho các bạn chia đúng, nói đúng, sử dụng đúng there is, there are cộng với lại một nơi chốn ăn uống là đủ rồi. Nên là mình target ở chỗ này. Và tiếp theo thì mình sẽ có những cái ví dụ như đến unit 3 thì mình, quý thầy cô sẽ nhìn thấy mình học present simple. Thì hiện tại đơn, affirmative and negative. Và present simple đó tức là mình sẽ học cho các con về cấu trúc của thì hiện tại đơn, thể khẳng định và thể phủ định. Nhưng sử dụng nó để gì? Nói về vật nuôi và thói quen của vật nuôi. Bởi vì quý thầy cô biết là mình present simple thì mình có rất là nhiều cái usage khác nhau. Ví dụ như là nói về thói quen, nói về một hành động hoặc thói quen gặp đi lặp lại, một hành động, một sự thật hiển nhiên hoặc một sự việc chắc chắn 100% sẽ xảy ra trong tương lai. Thì nó có rất là nhiều những cái gọi là usage khác nhau của present simple. Nhưng trong bài học này mình chỉ đúng nói về pets và habits thôi. Vậy thì mình focus on this one. Rồi, grammar khác của I can. Sau đó, sau cái bài grammar đó thì mình học về present simple question and short answers.
mà mình nói về talk about, ask about routines. What do you often do at 7 o'clock? I often do that. Tức là hỏi về, trả lời về cái routine trong ngày thôi. Thì mình tập trung đúng và focus vào cái phần đó. Và nó phục vụ cho cái mục tiêu chính của cả unit. Đó là, và quý thầy cô lưu ý là mình trong sách giáo viên, như em Khánh có nói, nó có những cái phần background notes rất hay. Những cái mà kiến thức này dành cho giáo viên. Và đó, mình nói về, ví dụ mình nói về Katy Perry, mình nói về Ronaldo, mình nói về MC Trấn Thành và khả năng họ có thể làm được gì. Thì thay vì mình phải search, mình gọi là further explanation for students. So you don't need to search anywhere. It's included in the teacher's book. Background notes, những cái phần màu đỏ, box màu đỏ như thế này trong sách giáo viên là những cái phần additional knowledge for teachers. This is super useful and very cool for teachers. I highly recommend you to read and then explain to widen your students' knowledge. So, this is about grammar. Vậy thì dựa trên mục tiêu đó, dựa trên mục tiêu là quý thầy cô thấy mình có những cái target rất là cụ thể cho bài dạy grammar, thì mình sẽ có phần như thế nào? Đầu tiên, cái quy trình dạy của mỗi bài học trong English Discovery nó được thể hiện rất rõ trong sách học sinh. Tức là bước 1 làm gì, bước 2 là gì, bước 3 làm gì đều có hết rồi. Vậy thì bước 1, class vote. Study the vocabulary box. Have you got these places in your country? Vote for your favorite place to eat. Phần đầu tiên là học sinh sẽ có một số bằng từ vựng. Focus và class vote phần này. Sau đó mình sẽ có một cái phần input, ngữ cảnh về reading. Đọc một bài đọc về chỗ nào đó có những nơi để mà ăn uống gì. Và nó sử dụng tốt. There is và there are. Facts. Rồi, grammar box, quý thầy cô sẽ nhìn thấy đầu tiên vào là input. Sau đó mới tới grammar box là mục tiếp theo. Sau đó đến phần số 3 thì sẽ là luyện tập. There is và there are. Sau đó phần số 4 sẽ là choose một phần luyện tập khác về cũng là there is và there are some any chẳng hạn. Rồi, phần này là phần question. Viết, hỏi và trả lời. Phần trên là mình phối hợp cả ba loại câu khẳng định, phủ định, nghi vấn. Phần này số 5 mình chỉ phần câu hỏi thôi. Và phần số 6 role play là phần and you, hỏi và trả lời places to eat in their town. Ví dụ như là Đà Nẵng, Hải Phòng có gì để ăn để uống, nơi nào để ăn để uống thì mình có thể hỏi ở đây. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây mình sẽ thấy xuất hiện phần gì? Some, any, đúng không ạ? Trong phần there is, there are thì nó sẽ dính tới some và any. Some là dùng cho thể khẳng định, còn any dùng cho phủ định và nghi vấn. Và nó dùng với gọi là danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Vậy thì mình có giải thích phần này hay không? Theo quý thầy cô, mình có giải thích phần này, có dạy phần này trong giờ học hay không? Quý thầy cô gọi giúp em vào một chat box nha, để xem thử là mình có phải dạy phần sum và any trong phần này hay không. Vì nó mình sẽ có những cái gọi là structure, nó sẽ lồng ghép kiến thức vào trong đó. Ví dụ như là quý thầy cô nhìn thấy đơn giản như it's a, thì mình cũng phải dính a in vào trong đó. Ví dụ như it's an apple thôi chẳng hạn đi, cho các bạn nhỏ kids baby shark đi, thì mình cũng phải dính những cái phần đó. Vậy thì mình có nên dạy cái phần sum và any hay không? Rồi, yes, okay, yes. Rồi, ok, đây là phần optional. Tức là quý thầy cô có thể nêu ra ý kiến của mình là có dạy hay không. Và em Khánh suggest quý thầy cô là mình có giới thiệu nhưng không nhấn mạnh. Yeah, only run through the use, that's it, exactly. Cô Hoa có một ý kiến rất là tốt. Only run through the use, tức là trong khi mình giải thích câu phần khẳng định, mình nói là there are thì sẽ đi với some, hoặc đi với một cái specific number. Trong lúc mình dạy câu phủ định và câu nghi vấn thì mình sẽ là there isn't and there aren't any. Và are there any? Mình chỉ mention qua thôi. Giống như em Khánh có nói, mình eliminate những cái gì mà nó không liên quan đến bài học chính, không liên quan đến target trực tiếp đầu ra, nhưng nó vẫn là một phần kiến thức. Thì mình không conduct nó ra thành một bài riêng. Tức là không phải là cô pick up cái điểm này ra, cô dạy cho con thêm một cái này, cho 2-3 bài tập về some và any để con làm. Không tới mức độ đó. Bởi vì some và any để mà giải thích ra thì nó rất là dài. Mình chỉ cần gắn nó, bởi vì mục tiêu chính của cô ngày hôm nay là there is và there are. Vì some nó dính trong đó nên cô sẽ giải thích some và any trong lúc cô dạy there is và there are. And I will show you how. Okay, yeah, vẫn có. Bởi vì là nó vẫn có xuất hiện trong bài mà. Quý thầy cô nhìn thấy bài 4 ở đây, nó có chọn some hoặc là any mà. Thì học sinh cũng phải biết là ok, khi nào con sẽ chọn some và khi nào con sẽ chọn any. Nhưng mà không có giải thích trọn vẹn.
và đầy đủ, cũng như không pick up nó ra thành một phần riêng, mà nó sẽ là on the way. Giống như là trên đường mình gặp nó thì mình sẽ giải thích nó. Ví dụ như mình dạy các bạn kids nhỏ chẳng hạn, mình dạy về mẫu câu là this is a, this is an chẳng hạn. Thì nếu mà để mà tới this is và that is thì mình còn lồng vào kiến thức về a an thì rất là dài. Vậy thì mình như thế nào? Mình quy định là khi nào con thấy chữ apple thì con làm an apple, an elephant. Nhưng mà an umbrella. Nhưng mà a pen, a book, a, tức là nó tạo thành một thói quen. Là à, cứ khi nào con thấy cái từ đó thì con sẽ dùng an thôi. Khi nào con thấy từ đó con dùng a thôi. Cũng tương tự như vậy. Khi nào con thấy câu này là câu hỏi thì con dùng some. À, sorry, any. Mà khi nào con thấy câu là câu khẳng định thì con dùng some. Đó là lý do tại sao mình đặt trọng yếu, phân định được là phần nào mình sẽ dành thời gian nhiều để giải thích, và phần nào mình chỉ giải thích sơ qua và cho các con biết được là à, vậy thì khi nào dùng đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà mình giải thích ra là à, some á, và any cùng dùng với danh từ số đến được, số nhiều, số ít này kia và này, thì nó học sinh sẽ thấy là trong một tiết học ngữ pháp làm sao mình nhớ được hết từng đó, bởi vì con cần nhớ there is, there are rồi. Và quý thầy cô cũng thấy là mình giảm bớt cái áp lực cho mình trong việc là soạn bài và dạy bài. Ok. Rồi. Thank you for your answers. So the step in teaching grammar. Vậy thì các bước dạy grammar như thế nào? Cũng như là phần vocabulary cũng như các phần khác. Mình có 4 kênh để mà nghiên cứu về phần dạy như thế nào. The lesson plan, giáo án PowerPoint. Chúng ta có Active Teach. Chúng ta có giáo án mẫu. Và sách giáo viên thì có 4 nguồn như vậy. Mình sẽ có phần warm up. Phần warm up mình sẽ review previous lesson. Ví dụ như hôm nay mình học về simple present, question and answer, thì mình sẽ review cái phần affirmative and negative. Còn nếu như mình là một phần khác thì mình sẽ introduce the new vocabulary, hoặc là mình giới thiệu ngữ cảnh từ vựng mới. Mình sẽ sử dụng, ví dụ mình học, mình dạy can for ability, thì phần warm up mình sẽ đưa ra những cái action verbs để chút nữa mình relate it right away into the main lesson. Rồi sau đó mình có các bước introduction. Mình sẽ giới thiệu context, mình sẽ giới thiệu bức tranh, mình sẽ giới thiệu bài đọc, reading, để nó trong đó nó bao gồm, và học sinh sẽ tìm ra cái điểm ngữ pháp và khi nào mình sẽ sử dụng điểm ngữ pháp đó trong cái bài context đó. Sau đó mình có presentation về grammar box, mình giải thích điểm ngữ pháp, và trong lúc giải thích điểm ngữ pháp mình practicing grammar exercise. Vậy thì mình nên giải thích điểm ngữ pháp thành từng phần khác nhau. Ví dụ quý thầy cô sẽ thấy mình có trong there is, there are, mình có câu khẳng định, phủ định và nghi vấn. Thì trong lúc mình làm câu khẳng định, cho học sinh đặt một vài câu ví dụ về khẳng định. Ok, check, học sinh ok với đó rồi. Mình chuyển qua phủ định, cho học sinh đặt một vài câu ví dụ với phủ định. Và cuối cùng là nghi vấn, giải thích. Chứ cùng một lúc mình đưa nguyên cả ba cái đó thì các bạn sẽ rất là dễ lộ. Nên mình presentation và practicing mình sẽ đan xen với nhau. Cuối cùng là production, speaking activity. Phần and you, phần speaking. Đó là các bước dạy grammar chung cho bộ sách English Discovery 6. Rồi, quý thầy cô tiếp theo. Vậy thì bây giờ em Khánh sẽ đi đến phần ví dụ. It's delicious, phần grammar. Và một phần dạy mẫu về phần grammar cũng như các hoạt động phần grammar sẽ có thể sử dụng. Rồi, ok. Now, so are you ready? We have only the... So, grammar, this part, we have there is, there are to talk about places to eat in town. Stick with that. Luôn luôn nhớ cái câu này trong đầu. Okay. So, oh, that's it. So I will have, oops, sorry. Stop share. Now, let's see. We have expert on grammar. Okay, let's get started with the game. Sorry. Dun, dun, dun. One moment. You get it? Any question on grammar? Okay, so it's delicious. Welcome to grammar lesson. Now let's get started with the game. Name it. I will put you into group of four and I give you a piece of paper. I mean, in real class, in your face-to-face classes, I will say a letter and you will write out the word with that letter in food and drinks. Food and drinks and vegetable, fruit, others. That's, I mean, what you have just learned in the vocabulary or something else that you know. And then you will raise the paper or raise the board if you have the answer, okay? And then you will read the word out. Now, we are in Zoom, in the online. So I would like to say a letter. And you please help me to type two words because you are teacher, right? So type two words, begin with that letter about food, drink, fruit, vegetable, or others.
As long as that's something that you can eat. Miễn là cái gì ăn được là được. Type in the chat box. Okay? Ready? Okay, the first letter. Miss Lee, please help me to take notes the answers. Letter B. Two words. Two words on letter B. Letter B. Two words. Wow, bacon bread. Very fast, Miss Chang. Bread, beef. Awesome. You know what? Because your teacher is super fast. Okay, bacon bread. That's it. Awesome. Yeah, bread, bacon bread, bread, beef. That's it. Yeah, very smart. Super teacher. So in your class, you can ask your student to read the word out. Next one, letter B seems like it's easy, right? Letter C, two words, letter C. Something that you, wow. Letter C, color, cake, awesome. How about the others? Celery, corn, carrot, color, cornflake. Wow, cornflake. I love that. Next one, garbage, celery. I think that mentioning about food here is kind of hungry, right? Carrot, corn, awesome. Yeah, awesome. Corn, carrot, that's it. Mm-hmm. Awesome. That's it. Okay, good. Next one. Everybody have awesome. Excellent. How about letter L? Letter L. Two things that you can eat or drink with L. Okay. Lecture, lemonade. Wow, lemon lamp. Oh, can you eat the lamp? Really? Lemonade. Okay. Lecture, lemonade. Yeah, awesome. Lamp. Yeah, lamp. Okay, that's it. Yeah, so that's the game to let them record the knowledge from the last lesson, right? Named it. Next one. Now, let's talk about the objective of the lesson today. I can use there is and there are to talk about places to eat in town. Where do you think there are places to eat? You can let them ask them to memorize, just to brainstorming about where you can eat, where there are food and drink available. Where is it? Yeah, restaurant. Awesome. The restaurant, Bando. Right? What else? This is the vendor. It is small shops in the pavement. Okay, that's it. Even the table or the four chairs only. That's it. Awesome. Cafeteria is a nice one, right? Restaurant, cafeteria, or we have like So let's take a look. Think about your favorite place. Also, think about your favorite food. Then the shopping mall. Yeah, we have the food counter at the shopping mall. You can eat there, right? And what is your favorite food? I can ask some student, or I can ask them to work in group to talk with their friends and stand up, or I can ask them to have 3 minutes to ask everybody, two friends, and then stand up and present. My favorite food is carrot, for example. I often drink carrot milkshake at the coffee shop or cafeteria, kind of, and then introduce the friends' ideas, right? So next one, I introduce the vocabulary box, and we have the class vote. Everyone, I have some places to eat, and if you like to eat at these places, please hands up in your class, hands up, okay? Who like to eat in the burger bar? Who like to eat in a burger bar? So I will ask one by one. I ask them to like repeat the word or repeat the sentence, I like to eat in, OK?
cafe. I like to eat in a fast food restaurant. And then I will ask them some more questions about this. For example, oh yeah, Miss Thu Ha, Miss Ha Thu, right? Do you like to eat at the burger bar? Yes or no? Yes or no? Yes, yes. I do. Yeah, so what kind of burger do you like? What kind of burger? Hamburger. Hamburger, awesome. That's it. Thank you so much. So this is about a further question. For example, at the cafe. So you ask them, after them raising hands, you can ask them, okay, so what kind of drink do you choose when you are in the cafe? Or fast food store? Now, I have something here to say. There are burger bar, sandwich bar, and fast food restaurant. So you will see that the student maybe meets the misunderstanding between burger bar and fast food restaurant, right? They are kind of the same, right? And I will explain. I will explain is that burger bar, and this is what are mentioned in the lesson plan and teacher's book. Cái phần giải thích về burger bar và fast food restaurant nó cũng nằm trong cái phần grammar, trong cái phần sách giáo viên có hướng dẫn, thì quý thầy cô sẽ giải thích như thế nào. So, burger bar and fast food restaurant, maybe they can sell some familiar things, but burger bar is something like takeaway, right? They don't have tables and chairs to sit down to eat. You just come to the burger bar, take away a burger and then go. But fast food restaurant, we have more than that. We have burger, we have fries, chickens, we have fried french fries, we have like Coke, we have a lot of things, more than that. For example, okay, if you like to eat at a fast food restaurant, what the name of this? Like we have KFC, Lotteria, or Jollibee, they are fast food restaurant, right? So this is example. You can ask them, okay, so what kind of fast food restaurant do you want to eat? What do you eat there? So further extension. So you ask them to repeat the word and then tell everybody, or you can ask them about what do they often eat there and what do you like that place? Kind of, okay, so vegetarian cafe. Yeah, vegetarian cafe. Yeah, that's it. So, yeah, vegetarian cafe. Next one. So, this is class vote. So, in your class, ask them to choose or to raise hand, and then you can ask them more about what they chose. This is class vote. And next one, you are going to read a short paragraph about a market in London. Where is London, everyone? Where is London? Vietnam? Capital England. Is it Vietnam, England. London? England, yeah, that's it, awesome. So you will study about a market there. Dạ vâng. Miss Lien, you were talking, okay, yeah, that's it. Okay, so let's see. You are going to read, so you can ask them further question to make sure that they are following your lesson, right? Now, read and circle the places you read in the vocabulary box, right? You know, remember some places that you can eat there. Yeah, remember those words and circle or clap when you hear that one. This is about class vote. Now, I will tell you something about Preston. Preston, this is the market named Preston. And in the teacher's book, we have explanation about what is Preston. Here, teacher's book here. When you open the book to the page of the grammar lesson, you will see they already explain what is the Preston mean. Here, Preston is an area in South London which has been home. Like, it is a multicultural place with food from all over the world, including China, India, the Caribbean, Europe and Africa. So that's why we are reading about Preston. Mình có thể sử dụng kiến thức ở trong này để mình giải thích thêm về cái Preston, những cái nơi mà mình đã đọc, tức là nơi này là nơi là multicultural, tức là tất cả nó tập hợp những cái văn hóa cũng như ẩm thực của tất cả rất nhiều nơi trên thế giới. So that's why we read about it. So you raise that curious about reading, okay? So look at this. And you will see that you will find out the
circle the word that you've seen before. Mình lúc này mình chỉ cho học sinh là circle the word thôi. Chỉ là những từ mình con đã thấy ở trước đó. Mình sẽ có, with the question như thế này, mình, we have the key. This is the answer again. Restaurant. Yeah, what else? Pizzeria. What else? Yeah. Burger bar. Right? Burger bar. Coffee. What else? Cafe. Cafe. That's it. And fast food restaurants. Right? Vegetarian cafe. So we'll repeat. Ask them to repeat and say. Now, you will see that there are two definitions. Right? Here. Two definitions, cheap and expensive. You will introduce to them a little bit quick to let them, what is cheap and expensive mean? Who can tell me? Ask them to explain first. What do you mean by cheap? What do you mean by cheap? Cheap is low in price. Low in price, money, right? Just low in price. You don't need a lot of money to buy it, to own it. Right? And everyone, can you give me something cheap in the chat box? Give me something cheap. Cái gì rẻ nhỉ? Cheap. Give me something cheap in the chat box. Anything. What is cheap? What is it? Is the laptop cheap? Yes or no? No, right? Yeah, cheap means not expensive. School things. Yeah, school thing is kind of not expensive, right? Yeah, the pen and the pencil. Yeah, that's it. You don't need to pay a lot of money to have it. Okay, so expensive is something opposite. Expensive means costing a lot of money. You need to pay a lot of money to buy it. For example, the laptop, right? What else? Luxury. Give me something expensive. Luxury car. Yeah, luxury car, like, oh, what else? What do you know about luxury car? We have, like, Maxity, right? Expensive, right? Houses, villa. Yeah. Villa. The villas, wow. You know that your student is kind of extremely good at those things. They will give you 10 branches of expensive luxury cars. I don't know why, but they're super excited on this topic. Smartphone, yeah. The small one, the stupid phone is cheap. But iPhone expensive, right? Yeah. What else? The car, villa, kind of. Yeah. So just give them example. Let them give examples on this one to make sure that they understand. Now, so from that one, from the passage, you will see that those words come with there are two, right? Fantastic pizzerias. So there's a cool cafe, right? There's a good burger bar. You see? There are some good fast food restaurants. So you see that the places to eat go along with there is and there are. So let's practice. There is and there are with affirmative. You will see that in the book or in the student book, we have a board, a table with affirmative and negative, all of them. But now in teaching, I would like you to separate them, cut them into small pieces to introduce. First of all, they need to get to know or review about there is and there are. They mean have something. There is plus singular noun and there are plus plural noun. For example, there's a burger bar. How about some burger bars? Say a sentence. Some burger bars. There are some burger bars. Yeah, that's it. So you see, there are some burger bars with S here. So see that, yeah, with there are, we have, there's a Japanese restaurant, or you can use it with a specific number. For example, there are two Japanese restaurants, right? Next one, there's a sandwich bar. How about we have some? There are two sandwich bars. Yeah, there are some sandwich bars also. So you can ask them to give examples on this, right? And there, this and there are with those things. And you can ask them to give more examples on that. And but, and then go with some and two. See that there are, go with some and two. Mình có thể sử dụng there are này với some một vài, bởi vì là rất là ít khi người nào mà đi đếm thử là trong cái Đà Nẵng hay là trong Hải Phòng có bao nhiêu cửa hàng pizza, trừ khi là quản lý thị trường thôi, chứ còn bình thường mọi người có thì có